Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 87. Chiêu thứ 6 Thất Sát Quyền, máu chưa cạn, chiến không ngừng. Một kích đắc thủ, chiến ý của Lâm Nhất tăng vọt, huyết dịch toàn thân hắn dường như bốc cháy, khiến cho uy áp bộc phát từ trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt. Máu còn chưa cạn, không chết không ngừng. Lại thêm một quyền được tung ra, chiến giáp trên người 7 tên kiếm khách nổ tung, bọn họ lần lượt quỳ sụp xuống. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Sau khi đứng dậy, trong mắt những người kia lộ rõ sự quyết đoán, trên đỉnh đầu bọn họ, kiếm ý không ngừng tích tụ và diễn hóa thành ngôi sao. Chỉ trong thoáng chốc, 7 ngôi sao đã bay vọt lên trời, phóng ra kiếm quang vạn trượng, cứ thế áp chế sát ý ngập trời của Lâm Nhất. Đây là chiêu thứ 3 của bá kiếm, mang theo uy lực to lớn trước nay chưa từng có. Nếu do một người thi triển thì có lẽ không đáng sợ bằng chiêu thức của Lâm Nhất, nhưng 7 người đồng loạt sử dụng thì quả thật là hào quang vạn trượng, có được khí thế đáng sợ đủ để trấn áp yêu ma cái thế. Sâu trong đôi mắt đỏ quạch của Lâm Nhất, kiếm quang sáng ngời như sao phút chốc mở đi. Nó lập lòe như ánh nến, lung lay chợt tắt. Không hay rồi. Tàn hồn trong mảnh vỡ kiếm gãy hoảng hốt, đó chính là hào quang do Lâm Nhất ngưng tụ để trấn giữ bản tâm. Một khi nó tắt đi, bản tâm mất đi phương hướng, ắt sẽ bị sát ý khống chế hoàn toàn, không cách nào cứu vãn được nữa. Ngay khi ông ta sắp mạnh mẽ ra tay thì chợt phát hiện mặc dù ánh nến trong mắt đã mất đi, nhưng thiếu niên vẫn kiên cường như cũ. Một lòng hướng kiếm, đến chết không đổi. Trong lòng Lâm Nhất gào thét, hòng ngăn chặn sát ý đang bùng nổ bên trong mình, đồng thời thi triển chiêu thức cuối cùng của Thất Sát Quyền. Giết không tha, chảm diệt tuyệt. Hỏa tướng của hắn đã diệt, tâm của hắn đã mất. Nhưng Lâm Nhất vẫn cược, đạo nghĩa không chùn bước mà thi triển chiêu thức cuối cùng của Thất Sát Quyền. Sát khí thăm thẳm như vực sâu hình thành khói đen dày đặc. Lâm Nhất đắm mình trong đó, ngay khi hắn vung quyền, khói đen mênh mông bát ngát dường như có sinh mệnh, bắt đầu chuyển động, kế đó, khói đen ngập trời đã tích tụ lại sau lưng Lâm Nhất. Lúc này, 7 tên kiếm khách áo giáp tím đã bị thương rất nghiêm trọng, chiến giáp trên người vỡ vụn, thương tích chồng chất. Bọn họ bắt đầu gào thét, kiếm ý gào thét, tất cả cùng chém ra một kiếm. Ầm, 7 ngôi sao kiếm ý trên đỉnh đầu ào ào rơi xuống, đánh úp về phía Lâm Nhất. Chúng mang theo khí thế kinh thiên động địa, chiếu sáng cả một vùng trời, thứ ánh sáng chói mắt kia hệt như 7 mặt trời đang lần lượt rớt xuống từ giữa không trung. Lâm Nhất loạng choạng. Máu tươi chảy khắp người hắn, bộ dáng thất tha thất thểu. Dù cho 7 ngôi sao kiếm ý kia không rơi xuống thì hắn cũng sẽ tự ngã. Cơ thể hắn đã bị sát ý chém nát, sớm đạt đến cực hạn mất rồi. Mái tóc dài của hắn tung bay trong gió. Lâm Nhất cắn chặt răng, cố hết sức để bản thân không ngã quỵ. Hai tay hắn liên tục kết ấn, chiêu thức cuối cùng của Thất Sát Quyền quá đáng sợ, ngộ tính của hắn cũng có thể xưng là yêu nghiệt. Nhưng lần đầu thi triển Thất Sát Quyền này vẫn có muôn trùng khó khăn. Hắn có thể cảm giác được áp lực đáng sợ từ sát ý sau lưng, nó khiến người ta có cảm giác sợ hãi khôn tả. Dù là ở trạng thái đỉnh cao thì hắn cũng khó mà khống chế luồng năng lượng khủng bố này. Đã đến cực hạn ư, nhưng cực hạn vốn là để phá vỡ mà. Lâm Nhất điên cuồng gào thét, sát khí màu đen mênh mông nồng đậm sau lưng đã ngưng tụ thành một vệt son đen. Đó là một thứ đen tối thuần túy và vô tận, hệt như lỗ đen, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ầm. Nhưng 7 ngôi sao kiếm ý kia sẽ không quan tâm quá nhiều, chúng ảo ảo rơi xuống với thanh thế cực lớn, mắt thấy muốn nghiền Lâm Nhất thành bụi phấn. Chiêu thức thứ 7 của Thất Sát Quyền, giết không tha, chảm diệt tuyệt. Lâm Nhất quát to một tiếng, rốt cuộc thì thức cuối cùng của bộ quyền pháp cấm kỵ này cũng được thi triển trọn vẹn. Điểm đen kịt phía sau lưng hắn bắt đầu biến ảo, dường như muôn dân trăm họ đã dùng kiếm thay bút, viết không ngừng. Thoáng chốc, một chữ sát cổ xưa đã xuất hiện phía sau hắn. Ngay khi chữ sát kia xuất hiện, uy áp như bão táp trên người Lâm Nhất đột ngột tăng vọt, rồi chỉ trong chớp mắt, hắn tiến thẳng lên thiên phách. Trời đất đột nhiên rung chuyển, cả tòa đạo đài liên tục lắc lư, như thể bầu trời sắp sụp xuống. Kế đó, cuồng phong kêu gào. Chúng sinh điên cuồng hét lên, từng tiếng sát vang lên. Sát, sát, sát. Sau mỗi một tiếng hô,
chữ sát cổ sau lưng Lâm Nhất sẽ trở nên cô đọng hơn nhiều và bắt đầu xuất hiện một quầng sáng đỏ tươi. Bảy ngôi sao đang rơi xuống lập tức xuất hiện vết nứt, dường như đã bị sóng âm ngăn cản nên không cách nào trấn áp được. Khi tiếng hô thứ bảy vang lên, bảy ngôi sao đã hoàn toàn nổ tung, Lâm Nhất nắm chặt nắm đấm, tung ra một quyền. Ầm. Chữ sát đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu điên cuồng lao ra, dễ dàng đánh nát bảy ngôi sao kiếm ý bị nổ tung kia. Kế đó, nó vẫn theo đà lao đi, đánh về phía bảy tên kiếm khách áo giáp tím. Chỉ trong một cái chớp mắt, bảy tên kiếm khách kia đã bị chấn nát. Sát! 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 Dư âm lượn lờn trong trời đất, Lâm Nhất quỳ sụp xuống. Ánh nến trong đôi mắt đỏ như máu của hắn từ từ lụi tàn. Hằng hà sa số sát ý nhanh chóng chui vào đầu Lâm Nhất, không ngừng cắn nuốt tâm trí hắn. Không bao lâu nữa, Lâm Nhất sẽ mất đi bản tâm, trở thành một tên ma đầu chỉ biết giết chóc. Vĩnh viễn xa vào vực sâu, không nhìn thấy ánh mặt trời. Quyền pháp cấm kỵ vốn là như thế, uy năng nghịch thiên, nhưng một khi mất đi bản tâm thì cái giá phải trả cực kỳ thê thảm. Năm đó ở Thư viện Thiên Phủ, đừng nói là thức thứ bảy. Chỉ mới tu luyện thức mở đầu thôi mà đã có rất nhiều đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Lâm Nhất có thể khống chế được bốn chiêu thức đầu theo ý mình đã xem là rất tài ba, đủ để xưng là kỳ tài tuyệt thế. Nhưng ở vào tuyệt cảnh, tùy tiện thi triển chiêu thứ bảy thì có hơi, lớn gan rồi. Hạo Nguyệt Trường Tồn, Kiếm Tông Bất Hủ. Nhưng đúng lúc này, chợt có một âm thanh thanh tịnh vang vọng giữa trời đất, dư âm của nó lập tức chấn vỡ chữ sát kia. Sát ý mạnh mẽ trong đầu Lâm Nhất nhanh chóng bị khống chế, suy nghĩ của hắn bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Cút! Chỉ trong một khoảnh khắc này, tâm hướng kiếm của Lâm Nhất bùng nổ. Ánh nến lập lòe trong mắt lại lần nữa rực cháy, phút chốc, sáng rọi như ánh trăng rằm. Ầm! Màu đỏ trong mắt dần sụp đổ và tán đi, đối mặt với kiếm ý cực kỳ ác liệt và sắc bén. Sát ý trong đầu hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi nhanh chóng rút đi như thủy triều. Nguy hiểm thật. Lâm Nhất đã khôi phục thần trí, há miệng thở dốc. Hắn quay đầu nhìn thì thấy ở đạo đài phía trước, mảnh vỡ kiếm gãy đang lơ lửng giữa không trung, tại đó có một bóng mờ màu đen bao phủ. Vừa rồi là do đối phương níu lấy hắn. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Lâm Nhất chắp tay trước ngực, mở miệng nói lời cảm ơn. Là do ngươi tự cứu mình. Tàn hồn màu đen không nhiều lời, từ trong thâm tâm, ông ta vẫn luôn có cảm giác dù mình không ra tay thì đối phương cũng sẽ không dễ dàng gục ngã. Tâm hướng kiếm của tên nhóc này cực kỳ cứng cỏi, chỉ trong phút chốc đã thủ vững được bản tâm rồi. Hiển nhiên, trước đó, mặc dù ánh nến đã thiêu đốt đến tận cùng, nhưng hắn vẫn liều mạng chống cự. Vừa dứt lời, tinh hoa bổn mạng còn lưu lại trên đạo đài lập tức tràn ra. Vô số đốm sáng hội tụ quanh thân hắn, giống như một đại dương ánh sáng, vô cùng êm dịu. Lâm Nhất đắm mình trong đó, sắc mặt hắn phơn phớt hồng, kế đó, trong mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ khôn tả. Hắn không còn quan tâm đến việc đang nói chuyện với vị tiền bối kia nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng luyện hóa. Phần thưởng qua cửa thứ 9 này đúng là đáng kinh ngạc, 8 cửa trước đó cộng lại vẫn còn kém xa. Hắn có cảm giác mình chắc chắn có thể nhân cơ hội này để công phá bình chướng tầng 11 của kiếm quyết. Răng rắc. Chỉ trong một nhịp thở, đóa tử diên lơ lửng trên đại dương màu bạc mênh mông ở tử phủ bắt đầu nở bung ra, và đạt đến 97 cánh. Kiếm quyết vận chuyển, theo đó, từng luồng sáng màu bạc tràn ra từ trên người Lâm Nhất, một lát sau đã hình thành một đóa tử diên sáng lóng lánh chiếm toàn bộ đạo đài. Hoa tử diên mênh mông hệt như một trận pháp cực lớn, không ngừng cắn nuốt vô số đốm sáng đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một đốm sáng đều là tu vi bổn mạng cực kỳ tinh khiết, nếu là người thường thì e là không dám ngông cuồng mà đi luyện hóa. Nhưng với Lâm Nhất thì đó chính là khao khát, lúc này, hắn như một miếng bọt biển đang điên cuồng hút vào tất cả. 98, 99. Chỉ sau nửa khắc. Đóa tử diên trong cơ thể Lâm Nhất đã tăng vọt đến 99 cánh hoa, chỉ còn một cánh nữa sẽ thăng cấp đến tầng thứ 11. Lâm Nhất khoanh chân mà ngồi, toàn thân phát ra ngọc quang sáng lóng lánh, như một phôi kiếm đang liên tục được đánh bóng, ngày sáng chói sáng, thánh khiết và hoàn mỹ. Luồng hơi thở khủng bố không ngừng tích tụ trên người hắn.
Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, Lâm Nhất mở bừng mắt. Hắn bay lên không trung, sau đó đánh một quyền vào đạo đài. Ầm, đạo đài lập tức nổ tung, có những khe nứt đan sen lan ra, nhìn vào giống như một đóa hoa tử diên nở rộ. Ầm ầm. Khi hoa tử diên nở đến 100 cánh hoa, cả đạo đài ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trên không trung. Lâm Nhất giang tay lùi lại, đáp xuống đạo đài thứ 8. Trước kia chiến đấu kịch liệt như vậy cũng chỉ khiến đạo đài nổ tung, sau đó hồi phục nhanh chóng. Kiếm này nâng lên đến tầng 11, trăm cánh hoa nở rộ lại khiến nó nổ tan tành. Nếu một quyền dốc toàn lực này đánh vào Thất Tú Thiên Lăng. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, bây giờ Tử Diên kiếm quyết của hắn đã nâng lên tầng 11, đã là nhân vật có thể áp đảo cảnh giới âm dương viên mãn về mặt chân nguyên. Nếu gặp phải Lôi Viêm lần nữa, một kiếm không xuất, trong vòng 10 chiêu là có thể lấy mạng đối phương. Kiếm quyết thăng lên tầng 11, vậy chắc hẳn có đủ chân nguyên nghịch chuyển phệ thiên kiếm quyết 9 vòng. Kiếm trận Tử Diên tuyệt thế vô song. Hắn thật sự rất mong chờ thời khắc cửu chuyển quy nhất, Phượng Minh chiêu dương, có thể triệu hoán được Tử Băng Diên Tước hay không. Xem ra ngươi thu hoạch được rất nhiều. Có giọng nói già nua vang lên, tàn hồn màu đen nhìn Lâm Nhất, thản nhiên cười. Ông ta có thể cảm giác được trong cơ thể Lâm Nhất có kiếm kình dồi dào, có lẽ là tu luyện kiếm quyết tuyệt thế nào đó. Kiếm quyết đó dù là vào những năm tháng huy hoàng nhất của kiếm tông, e rằng cũng có thể xếp vào hạng 3, thậm chí cao hơn. Ông ta dường như vẫn có chút không thể nhìn thấu lai lịch của kiếm quyết này, có lẽ là loại kiếm quyết thượng cổ nào đó. Năm xưa kiếm tông cũng cất giữ kiếm quyết thượng cổ, nhưng đều là bản không hoàn chỉnh, rất ít bản hoàn chỉnh giống như của Lâm Nhất. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Nhất nghe thấy giọng nói đó, lúng túng cười đáp, chìm đắm trong nỗi vui mừng mà quên mất sự tồn tại của tiền bối rồi. Không sao, nhưng bây giờ ta thật sự hơi đau đầu, phải cho ngươi phần thưởng gì đây? Tàn hồn màu đen bất đắc dĩ nói. Còn có phần thưởng sao? Lâm Nhất kinh ngạc, lẽ nào tinh hoa bản mệnh sau mỗi cửa ải chưa phải là tất cả phần thưởng? Hắn lập tức sáng mắt, cười nói, dễ thôi, tiền bối mạnh như vậy, tùy tiện thưởng thứ gì đó cũng đủ rồi. Ta đã chết nhiều năm, nào còn có bảo vật gì? Quy tắc nơi đây vốn dĩ là qua mỗi một cửa ải sẽ ban tặng một thức bá kiếm, nhưng ta thấy ngươi đã tu luyện bá kiếm, rõ ràng là đã có được bá kiếm từ lâu. Xem ra ngươi và kiếm tông ta cũng rất có duyên phận. Tàn hồn áo đen khẽ giọng nói, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Nhất trở nên thân thiết hơn nhiều. Nếu không phải đối phương có mối quan hệ đó thì sẽ không dẫn Lâm Nhất đến nơi này. Trùng hợp thật, lại lấy trước phần thưởng mất rồi. Lâm Nhất sững sờ, ngay sau đó thản nhiên cười nói. Chuyến đi lần này đã có thu hoạch rất lớn, về phần thưởng còn lại, hắn cũng nghĩ khá thoáng. Ta muốn hỏi tiền bối, kiếm ý của ta đang gặp chướng ngại, làm sao mới có thể đột phá? Sắc mặt hắn bình tĩnh, có chút gấp bách hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. So với phần thưởng, hắn càng để ý tới chuyện này hơn. Hy vọng có thể nhận được đáp án. Kiếm ý thông linh ít nhất phải là thiên phách mới có thể miễn cưỡng thử đột phá, tu vi của ngươi quá thấp, thực sự không có lối tắt có thể đi, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Đợi ngươi tích lũy đủ rồi, có lẽ sẽ có một tia cơ hội nắm giữ nó trước khi lên thiên phách. Tàn hồn màu đen lại không bất ngờ với câu hỏi của Lâm Nhất, khẽ giọng đáp. Khó vậy sao? Sắc mặt Lâm Nhất có chút u ám. Thực sự không ngờ dù là cảnh giới thiên phách, muốn nâng lên kiếm ý thông linh cũng khó khăn như vậy. Đúng lúc đó, bóng hình tàn hồn màu đen mờ dần, ông ta bình tĩnh nói, tàn hồn này sắp tan biến rồi, ta tiễn ngươi rời đi trước. Đa tạ tiền bối. Lâm Nhất có chút thương cảm, chắp tay khom lưng nói. Tàn hồn đưa tay chỉ, trên đỉnh hang đá lập tức có kiếm trận hiện lên, hóa thành vòng xoáy cuốn Lâm Nhất vào đó. Đợi Lâm Nhất rời đi, tàn hồn dần dần yếu đi, nhưng lúc sắp tan biến hoàn toàn, khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười. Ông ta đã nhớ ra, người có thể qua được chín ải phải bao nhiêu năm mới gặp một lần. Nghìn năm khó gặp. Động phủ Vụ Sơn, khu vực trung tâm kiếm trận.
đoàn người Tiêu Vân Tông từ trưởng lão tông môn đến các đệ tử tinh nhuệ gần trăm người đang trong trận chiến kịch liệt mà khẩn trương. Chín bức tượng màu tím ở xung quanh đàn tế mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi, mỗi một bức tượng đều có tu vi cảnh giới âm dương viên mãn. Chín bức tượng màu tím phối hợp với nhau đủ để nổ ra thực lực đáng sợ gần với bán bộ thiên phách. May là chúng đều là vật chết, chung quy cũng không có linh trí, không nắm giữ bá kiếm, nếu không thì sẽ không có khả năng bị tấn công. Nhưng dù là vậy, trên dưới Tiêu Vân Tông trừ Âu Dương Hạo ra, kể cả các trưởng lão cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Một số người xui xẻo đã ngã xuống từ lâu, chết uổng ở nơi này. Trả cái giá đắt như vậy, cuối cùng chín bức tượng màu tím cũng bị giết hết tám tượng. Chỉ còn lại tượng cuối cùng vẫn dựa vào nơi hiểm trở chống đỡ, liều chết ngăn chặn đoàn người Tiêu Vân Tông đến gần đàn tế. Chặn nổi không? Âu Dương Hạo là một trong thất tú thiên lăng, lúc này vô cùng huênh hoang, trong mắt đầy vẻ hưng phấn đến phát cuồng. Chỉ riêng tượng đá bảo vệ đã đáng sợ như vậy, thực sự không dám tưởng tượng hộp đá trong đàn tế đựng dị bảo gì. Một khi nó về tay, e rằng kỳ ngộ cực lớn này đủ để thất tú thiên lăng phải xếp lại bảng xếp hạng. Ha ha! Âu Dương Hạo âm thầm cười nhạt, tính toán nếu có thể luyện hóa ngay bí bảo thế này, nói không chừng một mình hắn ta có thể độc chiếm vật đáng sợ ở khu vực trung tâm mà Sư Huynh và Trần Tử Ngọc đang tranh đoạt. Đến lúc đó, đừng nói là thất tú thiên lăng gì đó, một mình hắn ta là đủ để độc bá thành thiên lăng. Tiến vào khu vực Lôi Châu, tạo ra thanh danh hiển hách. Nếu nghĩ xa hơn nữa, trong quần Long Thịnh Yến, hắn ta chưa chắc đã không có cơ hội chen lên hạng 20. Nghĩ kỹ lại, quả thật cũng không khoa trương. Thế giới võ đạo nhiều lúc thần kỳ như vậy đấy, có thể không có thiên phú, có thể không có ngộ tính, nhưng không thể không có kỳ ngộ. Chỉ cần kỳ ngộ đủ lớn, một người bình thường cũng có thể xuất thế, vượt qua tất cả nhân tài cùng thế hệ, tỏa ánh hào quang, tung hoành thiên hạ. Mau ra tay, phá tan tượng đá này cho ta phải khiến nó tan thành cho bụi. Ánh mắt dừng trên bức tượng cuối cùng, trong mắt Âu Dương Hạo lóe lên vẻ âm trầm lạnh lẽo, cũng không biết là lão già nào bày ra thế cục này. Nói gì mà để hắn ta một mình xông vào, xông qua được mới có thể nhận được kỳ ngộ nơi này. Không qua được thì chết. Hắn ta làm sao có thể chấp nhận khảo nghiệm như thế, lập tức quyết định cứ xông vào. Chỉ là không ngờ, chín vật chết này lại khó dây như vậy, đánh cả nửa ngày, hy sinh mấy chục người thương vong mới cho hắn ta thấy bình minh. Đám Quỷ Kiếm Tông đúng là một đám khốn nạn, chết cũng chết rồi còn đặt bẫy hậu bối. Vẻ mặt Âu Dương Hạo dữ tợn, căm phẫn chửi mắng, lời nói không hề có chút tôn kính nào, tràn đầy sự bất mãn. Răng rắc. Dưới sự vây công của vài trưởng lão cảnh giới âm dương viên mãn, bức tượng đá cuối cùng dần dần không chống đỡ nổi, cơ thể xuất hiện vết nứt. Chết. Mắt Âu Dương Hạo lập tức lóe sáng, hóa thành một tia sáng đỏ, trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Mũi thương có ánh sáng màu đỏ nở rộ như hoa, khoảnh khắc hoa nở, tượng đá lập tức bị nổ tung thành vô số mảnh. Mảnh vụn không kịp sao động, trên người Âu Dương Hạo lại có một luồng khí thế đáng sợ lan ra, chấn nát toàn bộ mảnh vụn đó thành cát bụi. Thủ đoạn mạnh mẽ như thế khiến các trưởng lão ở bên cạnh nhìn mà kinh hoàng. Một lúc lâu sau mới có trưởng lão lóe lên tia sáng quỷ dị trong mắt, kinh ngạc nói, Âu Dương Sư Điệt, Tiêu Vân Quyết của ngươi đã tu luyện đến tầng 7 rồi sao? Tiêu Vân Quyết, công pháp trấn phái của Tiêu Vân Tông. Chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện, tổng cộng 9 tầng. 3 tầng cách nhau một khoảng cách lớn, 3 tầng đầu chân nguyên có màu trắng, 3 tầng giữa chân nguyên có màu tím, 3 tầng cuối có màu đỏ. Trong truyền thuyết còn có tầng 10 mạnh nhất có thể diễn hóa thành chân nguyên 3 màu. Một thương đâm ra, ánh sáng 3 màu trắng, tím, đỏ lượn lờ, có thanh thế vô biên, đâm thủng mây xanh một cách dễ dàng. Nhưng Tiêu Vân Tông đã rất nhiều năm không xuất hiện kỳ tài tuyệt thế như vậy. Một thương vừa rồi của Âu Dương Hạo tuy thoáng qua như kinh hồng, nhưng phong mang mũi thương lại là màu đỏ như máu, rõ ràng là dấu hiệu đã nâng lên tầng 7 từ lâu. Tầng 7 sao? Âu Dương Hạo cười nhạt trong lòng, khẽ gật đầu, xem như không phủ nhận. Ánh mắt hắn ta nhìn đàn tế, ngọn lửa nơi đó cháy hừng hực, trong ngọn lửa có nửa đoạn hộp đá. Ánh mắt hắn ta lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng,
ở dưới lòng đất trung tâm kiếm trận này, không khí có vẻ ngưng trọng vô cùng. Tim mọi người đập thình thịch điên cuồng, đều tò mò hộp đá trong đàn tế rốt cuộc sẽ có dị bảo tuyệt thế gì. Ít nhất cũng là một món dị bảo sánh ngang với Thiên Tinh Châu. Không thể nào, người nhìn đàn tế này, nhìn kiếm trận này, sao có thể là nơi tinh quân tọa hóa. Mật cảnh kiếm tông không ít tinh quân đều chết trận ở bên ngoài, hoàn toàn không có được đãi ngộ phong phú như vậy. Nói không chừng nó chứa linh đan thất phẩm. Cũng có khả năng là một thanh thần kiếm vượt trên bảo khí, hoặc là kiếm quyết cấp thiên. Hừ, ta thấy là một cây linh dược vạn năm mới đúng, dùng lửa của đàn tế luyện hóa mấy nghìn năm, đợi đến hôm nay mới xuất thế. Lần này Âu Dương Sư Huynh thật sự gặp được tạo hóa lớn rồi. Đám đệ tử của Tiêu Vân Tông vô cùng ngưỡng mộ, bàn tán xôn xao, đều rất tò mò hộp đá ở tế đàn rốt cuộc đựng cái gì. Trong mắt các trưởng lão lóe sáng, cũng rất đố kỵ. Mặc dù bọn họ là trưởng lão, nhưng Âu Dương Hạo quá mạnh, thực lực mạnh hơn cả bọn họ. Tạo hóa nơi này chắc chắn là không có phần của bọn họ. Âu Dương Hạo nghe những lời bàn tán, trong lòng đắc ý, ngoài mặt lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, ra tay đi. Dứt lời, năm trưởng lão của Tiêu Vân Tông mỗi người vỗ một trưởng vào đàn tế, muốn làm hộp đá đó rơi xuống. Âm thanh nặng nề lập tức vang lên, năm trưởng mang giống như đánh trúng ngọn núi đúc bằng kim loại, đàn tế kêu vang, không ngừng sinh ra sóng âm đáng sợ. Vù! Trong sóng âm sao động, những ánh mắt nóng bỏng rơi lên hộp đá đó, nhưng hộp đá đó lại không bị chấn rơi xuống, trong lúc lắc lư lại dài thêm nửa đoạn. Hộp đá vốn nửa thước đã dài ra thành đúng một thước. Đây! Mọi người kinh ngạc, tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đây là hộp đá, sao nhìn giống như một cái hộp tủ bằng đá. Tiếp tục, Âu Dương Hạo mặt không đổi sắc, trầm giọng quát lên. Vù! Trong đàn tế cháy hừng hực, hộp đá lại vươn ra thêm mấy tấc, cao lên không ít, giống như cây trúc. Vù, vù, vù! Dưới sự tấn công không ngừng, hộp đá càng lúc càng cao lên, đợi đến cuối cùng bị đánh rơi xuống. Một luồng khí lạnh khủng khiếp cuốn tới. Mọi người kinh ngạc, đồng loạt lùi lại. Đứng lặng im trong ngọn lửa tế đàn đó nào phải là hộp đá gì, rõ ràng là một quan tài đá cổ xưa, âm u lạnh lẽo. Là một cỗ quan tài. Chuyện này là sao? Trong mắt nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, Âu Dương Hạo dẫn đầu cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Trong đó không phải là một thi thể của vượt trên tinh quân đấy chứ? Nhưng ngay sau đó các trưởng lão của Tiêu Vân Tông lại không kìm được khẽ hô lên, giọng nói có chút run rẩy. Vượt trên tinh quân. Bây giờ ở cổ vực Nam Hoa, tinh quân đều đã trở thành truyền thuyết, vượt trên tinh quân thì càng mờ ảo, có thể nói là sự tồn tại như thần thoại. Đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nhắc tới cũng rất ít. Nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng. Năm xưa kiếm tông cực kỳ huy hoàng, nhiều tinh quân đã chết trận ở di tích. Có thể thấy tinh quân vẫn chưa phải truyền thuyết gì. Đổi cách nói khác, vị trí của tinh quân ở nội bộ kiếm tông không cao như mọi người tưởng tượng. Sau khi tinh quân chết chưa chắc đã có trận thế lớn, cần đến một kiếm trận để bảo vệ như vậy. Nếu thật là vậy thì kỳ ngộ này lớn đến đáng sợ, bất cứ vật chôn cùng nào từ trên người người này cũng đủ để lay động nam vực. Cho dù không phải đại năng trên tinh quân, người chết ở trong quan tài này cũng là một vị tinh quân khá siêu phàm. Dù sao tinh quân cũng phân cao thấp. Sau khi chết mà có thể có được đãi ngộ như vậy, địa vị người này ở kiếm tông lúc còn sống chắc chắn cao vô cùng. Phải hay không xem là biết. Trong mắt Âu Dương Hạo lóe lên tia sáng, không nhẫn nại thêm được nữa. Hắn ta tốn nhiều thời gian như vậy, tổn thất mấy chục người đệ tử tông môn, đã vô cùng sốt sắng. Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, chân nguyên toàn thân Âu Dương Hạo dâng tràn, lập tức có mây máu lan tràn xung quanh người hắn ta, khiến cho khí tức trở nên sâu không lường được, giống như một ngọn núi cao bật gốc, thoáng chốc đè xuống đàn tế. Khi hai chân hắn ta đạp lên rìa đàn tế, có thể thấy được rõ ràng đàn tế đó không ngừng rung lắc. Có thể thấy thanh thế của hắn ta bây giờ đáng sợ đến mức nào, chỉ tùy ý đáp xuống thôi cũng tạo thành động tĩnh đáng sợ. Ngọn lửa hừng hực trong đàn tế lại không quan tâm nhiều vậy ập thẳng về phía hắn ta.
Tan gì? Âu Dương Hạo vỗ ra một chưởng, chưởng phong càn quét, dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Âu Dương, vẫn nên tôn trọng tiền bối một chút. Đúng đúng, thận trọng, thận trọng. Thấy hắn ta không hề kính nể, đã không hành lễ cũng không trang trọng, ngang tàng mở nắp quan tài ra, lập tức có vài trưởng lão lên tiếng khuyên nhủ. Ha ha, một lão quỷ mà thôi, có năng lực thì đã sớm giết chết ta rồi. Âu Dương Hạo là một trong thất tú thiên lăng, cực kỳ tự phụ, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạt mấy tiếng, nhấc tay dỡ ván quan tài ra. Lộc cộc. Hai tấm ván quan tài rơi xuống đất, vang lên tiếng nặng nề, khiến mọi người căng thẳng hẳn lên. Là một thiếu niên. Không đúng, nghe đồn võ đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao sẽ có thể cải lão hoàn đồng. Dù chết đi da rẻ cũng trắng bóng như ngọc, nghìn năm không phai, vạn năm không mục. Cảm giác giống như vẫn còn sống vậy, đúng là đáng sợ. Lần này Âu Dương sư huynh thật sự có được kỳ ngộ lớn rồi. Âu Dương Hạo chắn ở trước quan tài khiến mọi người không nhìn thấy rõ cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt. Nhưng chỉ một nửa gương mặt đó cũng khiến mọi người chấn động không thôi, vô cùng hoảng sợ. Nửa gương mặt lộ ra đó trắng như ngọc, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không nhìn ra là một người chết. Những điều này cực kỳ tương tự với một số di thể đại năng nào đó trong lời đồn, khiến bọn họ hoảng sợ và kinh ngạc. Sao ta cảm thấy có chút quen mắt? Cũng có đệ tử lộ ra vẻ nghi ngờ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu, thầm nhủ không thể nào. Trái với đám đông đang kinh ngạc bên dưới, Âu Dương Hạo đứng trên đàn tế, mở quan tài ở khoảng cách gần, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Trước kia hắn ta không sợ trời không sợ đất, ngông cuồng tự đại, vô cùng huênh hoang. Bây giờ thì hắn ta thực sự có chút sợ, quá quỷ dị, thi thể trước mặt quả thật quá trẻ tuổi. Hắn nhắm mắt, giống như đang ngủ, hoàn toàn không giống người đã chết. Nhưng bao nhiêu đồng môn nhìn vào như vậy, thực sự là cưỡi hổ khó xuống. Cuối cùng, Âu Dương Hạo lấy hết súng khí, run rẩy đưa tay ra, vỗ nhẹ hai cái vào mặt đối phương, sau đó rụt về nhanh như chớp. Thấy đối phương không có phản ứng gì, hắn ta lập tức thở phào, cười nhạt nói, một thi thể giả thần giả quỷ, dọa ai chứ? Soạt. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, người trong quan tài đá bỗng mở mắt ra, tỏa ra hai luồng sáng lạnh băng. Âu Dương Hạo lập tức sững sờ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ, tim đập thình thịch điên cuồng, sợ đến mức suýt chết. Tiền bối. Không đợi hắn ta nói xong, Lâm Nhất đã giơ tay tát hắn ta một cái, nhanh như tia chớp. Bốp. Một bạt tai giống như sấm đánh giữa đất bằng, to rõ vang dội, đùng đùng bên tai mọi người, khiến mọi người kinh hãi há hốc miệng. Phụt. Âu Dương Hạo bị đánh bay đi, phun ra máu tươi, nửa bên mặt sưng to như đầu heo. Đợi đến khi hắn ta rơi xuống đất, hắn ta lập tức quỳ sụp xuống, cúi sát đầu dưới mặt đất. Vãn bối đáng chết, quấy rầy giấc ngủ dài của tiền bối, mong tiền bối lượng thứ. Câu xin tha này lập tức lây truyền nỗi sợ hãi, toàn bộ người của Tiêu Vân Tông đều quỳ xuống xin tha. Trên đàn tế, Lâm Nhất trong quan tài đá co giật khóe miệng, hình như đùa hơi quá. Thật sự chơi hơi lớn rồi. Lâm Nhất được tàn hồn của tiền bối kia đưa ra ngoài, cho rằng cũng giống như lúc hắn đi vào, sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện bên ngoài kiếm trận. Cũng không biết vị tiền bối kia dở trò hay lối ra của trận pháp này thật sự ở bên trong tế đàn. Lâm Nhất bị nhốt trong quan tài, sau mấy lần lắc lư thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, lúc này mới biết được tình huống. Hắn còn chưa kịp nghĩ cách thoát ra thì quan tài đá đã bị Âu Dương Hạo kéo mở. Lâm Nhất trong quan tài đá nhìn xuống đám người bên dưới, cho dù Tiêu Vân Tông đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng quy mô vẫn không nhỏ, không tính Âu Dương Hạo, chỉ trưởng lão cảnh giới âm dương viên mãn đã có tận 5 người. Nếu mấy người này biết hắn không phải tiền bối gì đó thì không biết sẽ tỏ thái độ thế nào. Có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, lột da rút gân hắn vẫn chưa nguôi giận. Nhưng tình cảnh này thật sự khá thú vị, Âu Dương Hạo từng nói sẽ giết chết mình bị mình tát thành đầu lợn, còn quỳ xuống đất cầu xin, hình ảnh đó thật đúng là thú vị. Không cho phép ngẩng đầu, quỳ ở đó đi. Lâm Nhất thay đổi giọng điệu,
giọng nói khàn khàn chứa đựng sát khí lạnh như băng, nhất thời khiến Tiêu Vân Tông run rẩy, sợ hãi không thôi. Không ngờ, thật sự chưa chết. Một tồn tại đáng sợ trên tinh quân mà vẫn còn chưa chết, đúng là một chuyện khó tin. Có người không kiềm chế được sự tò mò, muốn ngẩng đầu xem thử, khi nhìn thấy dung mạo của Lâm Nhất trong quan tài đá, sâu trong lòng lập tức dâng lên sóng lớn ngút trời, kinh hãi không thôi. Đây không phải kiếm nô Lâm Nhất sao? Hắn là... Phập. Nhưng hắn ta vừa định lên tiếng thì Lâm Nhất chợt cong ngón tay, kiếm mang màu bạc xuyên thủng hư không, lóe lên rồi biến mất. Mi tâm của người còn chưa kịp cất lời kia có máu tươi chảy ra, lặng lẽ ngã xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Chết rồi. Một luồng hơi lạnh thoáng chốc lan tràn khắp người, hai chân của những người đang quỳ dưới đất bắt đầu run rẩy. Đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào vậy, chỉ nhìn một chút thôi đã chết rồi. Không thể diễn kịch thêm được, nơi này không thể ở lâu, Lâm Nhất thầm nói trong lòng. Hắn mở hai cánh tay, bay ra từ bên trong tế đàn, đáp xuống trên kiếm trận phía xa. Một phút, hai phút, ba phút. Xung quanh tế đàn vô cùng yên tĩnh, cuối cùng Âu Dương Hạo cũng không nhịn được mà ngẩng đầu. Trống. Quan tài đá trống rỗng. Không có một ai. Mấy trưởng lão và rất nhiều đệ tử khác cũng đều ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ, ai cũng trợn tròn mắt. Việc này, không thể nào. Tàn hồn có thể bất hủ, tồn tại nghìn năm vạn năm, nhưng chưa từng nghe nói đến việc người chết sống lại. Chẳng lẽ khi nãy là ảo giác? Lúc trước bọn họ chỉ cho rằng tiền bối mượn xác, có một tia tàn hồn tỉnh lại, chuyện này rất thường gặp trong di tích trước đây. Một khi thần hồn như thế tỉnh dậy sẽ bắt đầu ra tay giết người, bộc phát lực lượng đáng sợ. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói đến tình huống kỳ lạ trước mắt. Âu Dương Hạo khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ta đến để tìm bảo vật, đi tìm cơ duyên. Sao bây giờ lại giống như bị người khác trêu đùa thế? Nhưng hắn ta nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra có vấn đề ở đâu. Các vị, trước đó ta có nhìn thử. Người trong quan tài đá hơi giống với Lâm Nhất. Lúc này, có người nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng, rất giống, ta cũng cảm thấy người nọ trông rất trẻ, nhìn cũng quen mắt. Có người nhắc nhở, lập tức có người phụ họa. Lúc đó rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt của Lâm Nhất, cũng không dám chắc chắn, chỉ có Âu Dương Hạo từng gặp chính diện của Lâm Nhất thì lại không nhìn thấy. Cho nên mới tạo ra trò cười trước mắt. Lâm Nhất, có phải hắn trông giống như thế không? Âu Dương Hạo kinh ngạc xoay người nhìn về phía người kia, nghe đệ tử kia lần lượt nói ra từng chi tiết trên khuôn mặt của người trong quan tài đá. Đặc biệt là khi nói đến con dấu màu tím ở mi tâm, giọng điệu của đối phương vô cùng chắc chắn. Chính là Lâm Nhất. Người trong quan tài đá chính là công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Chính là Lâm Nhất mà Âu Dương Hạo đã nói đừng để hắn ta phát hiện. Sau khi phát hiện chắc chắn sẽ bóp chết đối phương. Trên người Âu Dương Hạo lập tức bùng nổ sát khí, một cảm giác giận dữ khó tả hội tụ trong lồng ngực, khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Đây thật sự là một trò cười, hắn ta bị Lâm Nhất tát một bạt tai, còn quỳ trước mặt Lâm Nhất cầu xin tha thứ, nếu tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Mấy đệ tử Tiêu Vân Tông nhìn về phía Âu Dương Hạo với nét mặt gượng gạo. Nếu ai dám tiết lộ nửa chữ về chuyện hôm nay, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó. Âu Dương Hạo cắn răng nghiến lợi, giọng nói lạnh thấu xương, khiến người ta sợ hãi không thôi. Chắc chắn tiểu tử này còn chưa đi xa, kỳ ngộ trong tế đàn có lẽ cũng bị hắn lấy mất rồi, đuổi theo cho ta. Kỳ ngộ! Kỳ ngộ, kỳ ngộ lớn mà hắn ta tha thiết ước mơ ở nơi này chắc chắn đã bị Lâm Nhất lấy mất. Âu Dương Hạo chợt nghĩ ra há to miệng. Nét mặt ngơ ngác, sắp tức muốn nổ phổi, đây mới chuyện quan trọng nhất. Bị tát thành đầu lợn chỉ là mất mặt thôi, nhưng nếu không tìm lại kỳ ngộ này thì tổn thất thật sự quá lớn. Vụt! Một tia huyết quang bay lên cao từ trên người Âu Dương Hạo, hắn ta dẫm mạnh chân xuống đất, xông ra ngoài cửa động phủ đuổi theo Lâm Nhất. Điên cuồng truy đuổi một lúc lâu, cuối cùng hắn ta cũng nhìn thấy một bóng lưng màu xanh, lập tức trợn mắt. Tên trộm kia, ngươi chạy đi đâu? Âu Dương Hạo hét to một tiếng, thi triển Tiêu Vân Quyết đến giới hạn,
người như trăng máu lơ lửng trên không trung, chẳng mấy chốc đã kéo gần một nửa khoảng cách. Hắn ta lơ lửng giữa không trung, cầm trường thương chứa đựng chân nguyên cuồn cuộn trong tay, chém mạnh về phía trước. Trường thương lập tức phá không bay đi như tia chớp, nơi nó đi qua tràn ngập huyết quang. Phong mang trên mũi thương mơ hồ muốn xuyên thủng một nửa hư không, vô cùng đáng sợ. Đuổi kịp rồi sao, đúng là một trong thất tú thiên lăng, cũng có chút thực lực. Lâm Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó dễ dàng tránh được đòn tấn công. Đáng chết! Một đòn không trúng, Âu Dương Hạo chửi tục một tiếng, duỗi tay cầm lấy trường thương, tiếp tục đuổi theo. Âu Dương Hạo dù gì cũng là một trong thất tú thiên lăng, thực lực không tầm thường, tuy đòn tấn công không làm bị thương Lâm Nhất, nhưng cũng khiến tốc độ của Lâm Nhất chậm lại. Lâm Nhất vừa ra khỏi động phủ, còn chưa kịp đứng vững, thì cánh đồng trong phạm vi trăm thước sau lưng hắn đã bị một thanh trường thương hung hăng xuyên thủng. Mảnh vỡ bắn tung tóe, trường thương như sao chổi tấn công không ngừng nghỉ. Sau đó rơi ầm xuống trước mặt Lâm Nhất, thân thương dài 4 thước không ngừng dao động, một luồng khí lạnh dâng lên, trường thương mang theo khí thế lạnh lẽo ngăn cản đường đi của Lâm Nhất. Vẫn chưa chịu thôi. Lâm Nhất dậm chân, sâu trong mắt có hàn mang thấp thoáng lóe lên. Hắn không phải người sợ lớn chuyện, nhưng có rất nhiều người muốn có được kỳ ngộ ở khu vực trung tâm. Ở sâu bên trong khu vực trung tâm của bí cảnh thế này rất nguy hiểm. Lúc này, nói không chừng hắn đã bị theo dõi, dây dưa với Âu Dương Hạo này sẽ lãng phí thời gian. Vụt! Âu Dương Hạo trong động phủ biến thành một chùm sáng thoáng chốc biến mất, hắn ta dừng lại bên cạnh trường thương, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, cắn răng nghiến lợi nói tiểu kiếm nô, sao ngươi không chạy đi? Hắn muốn đi nhưng lại có người không muốn để hắn đi. Âu Dương Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, nói với vẻ xấu xa. Đưa kỳ ngộ của nơi này và thần thạch tử diệu ra đây, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi phải bò khỏi nơi này như một con chó, sỉ nhục ngươi bằng mọi cách, sau đó bắt ngươi trở về Tiêu Vân Tông, để ngươi làm nô lệ cả đời. Oanh! Sát khí dữ dội bùng nổ trên người Âu Dương Hạo, tựa như thiên quân vạn mãn ùn ùn kéo đến, trong sát khí chứa đựng sự sắc bén. Cực kỳ lạnh lẽo, tựa như muốn đâm không khí ra nghìn lỗ hổng. Nét mặt Âu Dương Hạo rất dữ tợn, u ám đến đáng sợ. Lâm Nhất híp mắt lại, hắn cười như không cười, nhưng sâu trong mắt lại có kiếm ý đang chậm rãi ngưng tụ. Trước đây hắn chưa từng thấy sợ thất tú thiên lăng, đại khái chỉ thấy hơi áp lực mà thôi. Còn bây giờ càng không cần phải nhiều lời. Vù! Lâm Nhất nhẹ nhàng nhướng mày. Mái tóc dài tung bay, kiếm ý vừa xuất hiện đã biến mất. Nhưng kiếm ý đó lại khiến sát khí mênh mông của đối phương bị đánh tan, sau đó sụp đổ. Thấy thế, trong mắt Âu Dương Hạo lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có chút bản lĩnh thế này thì đừng có mạnh miệng. Lâm Nhất lạnh lùng quát, một uy thế mạnh mẽ dâng trào trên người hắn. Bầu trời thoáng chốc trở nên tối tăm, lôi vân đen kịt bay đến. Một tia điện quang chém rách bầu trời, người Lâm Nhất khẽ rung lên, thương long cổ xưa trong người hắn giống to, huyết khí cuồn cuộn bị kiếm quyết áp chế tựa như yêu long thượng cổ đã bị kiềm chế rất lâu, ầm ầm nổ tung. Âu Dương Hạo không kịp đề phòng, rõ ràng hắn ta không ngờ rằng một tên Dương Huyền Viên mãn lại dám chủ động ra tay với hắn ta. Hắn ta bị đánh lui mấy bước, tỏ vẻ giật mình. Lâm Nhất lúc này tựa như một viên ngọc màu tím. Trên người lượn lờ thánh huy, sáng chói cả mắt, sâu trong tròng mắt hắn ta có kiếm quang sáng ngời như ánh trăng lóe lên. Thương long yêu uy cuồng bạo khiến hắn làm người khác cảm thấy rất áp lực. Đó là luyện thể thần quyết thượng cổ thương long cửu biến đã tu luyện đến cảnh giới vô cùng cao, chỉ áp lực đơn thuần đến từ thân thể đã khiến người ta sợ đến mức hết hồn hết vía, không dám nhìn thẳng. Trong tiếng hét phẫn nộ, Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay. 11 đường long văn hội tụ trong quyền mang, lóe lên lôi mang màu tím cực kỳ loè loẹt. Nếu ngươi đã vất vả đuổi theo như thế, vậy Lâm Mỗ sẽ dạy dỗ ngươi một bài. Mọi chuyện nghe thì rất dài dòng, nhưng thực tế vào khoảnh khắc Âu Dương Hạo vừa bị đánh bay, nhấc chân lên, cú đấm của Lâm Nhất đã đánh tới trước người hắn ta. Oanh! Trong nháy mắt, quyền mang nổ tung, trong lôi quang đáng sợ chứa đựng kiếm kình ác liệt. Cú đấm này làm bụi bay đầy trời,
giống như núi lửa nguy nga vạn trượng tích tụ nghìn năm chợt phun trào, khiến thiên địa biến sắc. Đáng chết! Âu Dương Hạo mắng một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhất lại ra tay nhanh như thế, uy lực còn đáng sợ đến mức này. Lực lượng của hắn hoàn toàn có thể sánh bằng cao thủ âm dương viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn cả thế, nếu sớm biết như vậy, chắc chắn hắn ta không dám coi thường. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn. Kiếm ý lăng thiên, sấm gió gào thét. Chỉ là một cú đấm lại bộc phát ra lực lượng có thể sánh với sức mạnh của cao thủ âm dương viên mãn đỉnh phong. Lực lượng mà Âu Dương Hạo vội vàng tập hợp thoáng chốc nổ tung, hoàn toàn không thể đỡ được. Phụt! Khóe miệng hắn ta tràn ra một ngụm máu tươi, người như mũi tên rời cung, bị đánh bay ra ngoài như một đường sáng, xuyên qua kiếm vụ mênh mông. Nơi hắn ta bay qua, lôi mang chói mắt chiếu sáng kiếm vụ, vô cùng nổi bật. Dưới vụ sơn, các thiên tài bản địa của thành Thiên Lăng đã chờ đợi rất lâu. Bọn họ vẫn đang đợi Lâm Nhất gặp phải Âu Dương Hạo, sau đó bị đánh bỏ ra ngoài như một con chó. Nhìn thấy dị tượng thế này, bọn họ đều sáng mắt lên. Ra ngoài rồi. Không nói cũng biết chắc chắn là Lâm Nhất, hắn ta bị Âu Dương Hạo đánh bay ra ngoài rồi. Chưa được bao lâu đã bị đánh thê thảm như thế, Âu Dương Hạo đúng là Âu Dương Hạo, sức mạnh trong đòn tấn công này quá đáng sợ, không hổ danh thất tú thiên lăng. Ta đã nói từ lâu rồi, Lâm Nhất chỉ bắt nạt được những yêu nghiệt hết thời như Hướng Thiên Hà thôi, người nào trong thất tú thiên lăng cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Thích thật, ta thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh hắn quỳ dưới đất như một con chó, ha ha ha. Bọn họ nhìn thấy rất rõ. Có thể nhìn ra bóng người trong kiếm vụ rõ ràng là bị người khác đánh bay ra ngoài. Dưới chân núi vang lên tiếng hoan hô chấn động núi rừng. Thậm chí có nhiều người còn vui đến mức chảy nước mắt. Bọn họ đã kìm nén cơn giận này rất lâu rồi. Bắt đầu từ khi Lâm Nhất cướp đi thần thạch tử diệu ở buổi đấu giá tử vong đến việc Lâm Nhất chém chết Lục Thông bằng một kiếm bên ngoài mật cảnh kiếm tông, thành Thiên Lăng bọn họ gần như mất hết mặt mũi trước Khuynh Nhược U. Một đám người kiêu ngạo liên tục bị một tên kiếm nô làm mất mặt, bọn họ thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này. Bọn họ vẫn luôn đợi. Đợi thất tú thiên lăng ra tay, mà cuối cùng ngày này cũng đã đến. Bọn họ tỏ vẻ vui mừng, cực kỳ hưng phấn, nôn nóng muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lâm Nhất. Thật sự là Lâm Nhất sao? Nhìn dáng vẻ vui mừng của đám thiên tài thành Thiên Lăng, sắc mặt của mấy thiên tài ngoại địa như Dương Phàm và Quách Húc đều rất khó coi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ sự chênh lệch giữa Lâm Nhất và thất tú thiên lăng, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Mấy người họ bị bắt nạt thê thảm ở mật cảnh kiếm tông. Không chỉ có thất tú thiên lăng mà cả mấy tên ất ơ nào đó cũng dám sỉ nhục bọn họ, tùy ý bắt nạt bọn họ. Có thất tú thiên lăng che chở, bọn họ đều không dám nói gì, chỉ có thể trốn tránh ở nơi vắng vẻ tìm kiếm cơ hội. Có thể nói là người không bằng chó, vô cùng chật vật, đương nhiên hy vọng Lâm Nhất có thể chút giận cho bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra hy vọng sắp tan vỡ rồi. Quách Húc cau mày, lẩm bẩm, không xong, e rằng Lâm huynh gặp nạn rồi. Sắc mặt của Dương Phàm cũng rất khó coi, hắn ta trầm ngâm nói, lúc trước Âu Dương Hạo từng nói muốn giết chết hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hai người là yêu nghiệt bảng ngoài bảng Long Vân, nhưng ở trong mật cảnh kiếm tông vẫn vô cùng thê thảm. Bọn họ coi như có quen biết với Lâm Nhất, không hy vọng hắn rơi vào kết cục như vậy. Có điều. Hai người lặng lẽ thở dài, sắc mặt rất khó coi. Ra ngoài. Sắp ra ngoài rồi. Lúc này, bóng người mang theo lôi quang chói mắt tựa như sao băng, không ngừng bay ngược trong kiếm vụ đã sắp bay ra ngoài. Các thiên tài thành Thiên Lăng đều mang vẻ mặt kích động, không ngừng hoan hô, trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái. Chậc chậc, sao ta cảm thấy thời gian trôi chậm thế nhỉ? Mau nhanh lên. Trông tên này bay nhanh lắm mà, sao đến giờ còn chưa ra ngoài? Ta thật sự rất muốn thấy dáng vẻ chật vật như một con chó của hắn ta. Chỉ một lát nữa thôi, bóng người kia sẽ rơi xuống, nhưng mọi người đã chờ đợi rất lâu đều tỏ vẻ sốt ruột. Dáng vẻ nôn nóng kia tựa như một ngày bằng một năm vậy, bọn họ muốn được chút giận lắm rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, bóng người kia bay ra khỏi kiếm vụ.
nhanh chóng rơi xuống đất. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, dưới đất đã có bụi bặm bay lên, mặt đất không ngừng rung động. Dị tượng đáng sợ như có một ngọn núi rơi xuống từ trên trời, cực kỳ chấn động. Mạnh quá! Trời ạ, đáng sợ thật! Đây chính là thực lực của Thất Tú Thiên Lăng, dù chỉ là một đòn của Âu Dương Hạo đã có lực lượng đáng sợ như thế rồi. Thảm rồi, thảm rồi, thảm rồi, ta thấy có lẽ kiếm nô này đã mất nửa cái mạng rồi. Ha ha ha, quá đã, cuối cùng kiếm nô này cũng bị trừng trị, đúng là khiến lòng người hả hê. Sau nỗi khiếp sợ, thiên tài thành Thiên Lăng lần lượt hô to một cách sảng khoái. Khụ khụ. Trong bụi đất tung bay, bóng người vừa rơi xuống không ngừng ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi, có vẻ rất thê thảm. Đáng đời, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Cả đám người lạnh lùng cười nói, không hề có vẻ thương hại. Vụt. Lúc này, một tia kim quang lóe lên từ trong sương mù, một bóng người tràn đầy khí thế bay xuống. Khí thế đó đáng sợ đến mức gần như bổ đôi kiếm vụ vừa dày vừa nặng kia ra. Một tia kiếm quang không chút kiêng nể bay tới. Công tử Âu Dương. Âu Dương Hạo ra ngoài rồi. Sự lạnh lùng trong mắt mọi người thoáng chốc biến mất, lộ ra nụ cười nịnh hót, nhìn về phía bóng người kia bắt ánh mắt sùng bái, đợi đối phương vinh quang trở về. Dưới tiếng hoan hô và sự chú ý của mọi người, bóng người như kiếm kia nhanh chóng xuất hiện. Ong! Người nọ mặc áo xanh, da trắng như ngọc, trắng nõn tuấn mỹ, mắt ngọc mày ngài, mắt sáng như sao, trên người tràn ngập khí chất siêu phàm, hắn tựa như một bụi hoa sen xanh, không nhuốm bụi trần. Dấu ấn màu tím ở trên trán hắn vô cùng nổi bật, xuất trần như yêu tinh. Khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng kia đã được thiên tài thành Thiên Lăng nhớ kỹ trong đầu từ lâu, bọn họ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Là Lâm Nhất, công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Sao, sao có thể chứ? Tuyệt đối không có khả năng này, sao lại là Lâm Nhất được, công tử Âu Dương đâu? Chết tiệt, chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi. Trong đầu mọi người như có ngũ lôi oanh tạc, ai nấy cũng đều sững sờ, há hốc mồm không nói nên lời, nét mặt ngơ ngác. Người vừa rơi xuống không phải Lâm Nhất, còn người bọn họ cứ tưởng là Âu Dương Hạo mà tâm bốc một lúc lâu lại là Lâm Nhất. Bầu không khí gượng gạo lan tràn khắp tứ phía, sự hỗn loạn ban đầu biến mất, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại. Chát, chát, chát. Mọi người đều cảm thấy mặt đau rát, tựa như bị tát mấy chục bạt tai. Còn không phải do người khác tát, mà là bọn họ tự tát mình. Ha ha ha, là Lâm Nhất. Đúng là Lâm Nhất rồi, tên này mạnh thật đấy, gặp phải Thất Tú Thiên Lăng mà vẫn khí thế như thường. Sau một lúc ngây người, mấy thiên tài ngoại địa như Quách Húc và Dương Phàm đều mừng rỡ không thôi, thật sự quá thú vị. Âu Dương Hạo đâu? Sau sự ngượng ngùng, sắc mặt mấy thiên tài bản địa thành Thiên Lăng đều rất khó coi. Trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác thấp thỏm, bất an đưa mắt nhìn lại chỗ bụi bặm bao phủ kia. Bụi đã tan đi nhiều, bóng người rơi xuống đất xuất hiện trước mặt mọi người một cách rõ ràng. Khóe miệng người kia có máu tươi chảy ra, nửa bên mặt sưng như đầu lợn, quần áo rách nát, cực kỳ chật vật. Đó là Âu Dương Hạo. Không thể nào. Sao lại là công tử Âu Dương? Khóe miệng mọi người không ngừng giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi, người bị bọn họ giễu cợt một lúc lâu, còn nói là đáng đời lại là Âu Dương Hạo, một trong Thất Tú Thiên Lăng. Lúc này, rất nhiều người gần như sụp đổ. Lâm Nhất, hôm nay ta nhất định sẽ băm thây ngươi ra. Lúc này, một tiếng quát giận vang lên, Âu Dương Hạo bay lên trời, đâm một thương về phía Lâm Nhất. Mũi thương có huyết quang ngưng tụ. Tựa như một ngôi sao màu máu lóe lên ánh sáng vô biên, trên người hắn ta đồng thời xuất hiện huyết quang ngất trời, cuồn cuộn như mây. Những đám mây chất chồng lên nhau, tựa như một dãy núi đang đung đưa. Trông có vẻ như hắn ta dùng uy lực của bản thân áp chế mọi đỉnh núi, uy thế ngút trời. Chiêu thương này cực kỳ đáng sợ, khiến các thiên tài thành Thiên Lăng đang thấy thất vọng đều sáng mắt lên. Đến đây! Lâm Nhất nở nụ cười. Thực lực thế này đủ để hắn rút kiếm rồi. Trước đó đánh đối phương trở tay không kịp, đối phương còn lơ là, có thắng cũng không vui lắm. Thất Tú Thiên Lăng ư.
hắn muốn áp đảo trực diện đối phương. Lâm Nhất không nghĩ nhiều nữa, hắn giơ tay lên, đánh tới một quyền. Ầm. Quyền mang chặn lại thương mang đáng sợ kia, mặt đất dưới chân hai người bị dư chấn làm nứt ra, ầm ầm nổ tung. Mặt đất bị nứt, biến thành vô số tảng đá vụn khổng lồ. Những tảng đá không ngừng tung bay trong dư âm. Oanh oanh oanh. Sắc mặt hai người không chút thay đổi, vẫn giao chiến trực diện hết chiêu này đến chiêu khác. Chân nguyên dao động, lôi mang tung hoành, huyết mang đan xen, rất nhiều dị tượng xuất hiện, nghiền nát những ngọn núi đá bay lên xung quanh thành bột phấn. Hai người thoáng chốc đã so mấy chục chiêu, khí thế vô cùng đáng sợ. Âu Dương Hạo chỉ cảm thấy trong người mình có khí huyết dâng trào, lục phủ ngũ tạng xuất hiện vết nứt, cánh tay vô cùng đau đớn. Trong mắt hắn ta lộ vẻ ngạc nhiên, sao, sao có thể chứ? Không ngờ quyền mang của Lâm Nhất lại hoàn toàn áp đảo hắn ta, từ đầu đến cuối vẫn mạnh hơn hắn ta một bậc. Cho dù hắn ta điều động Tiêu Vân Quyết thế nào cũng không có tác dụng, sau mấy chục chiêu nhanh như tia chớp, thương mang của hắn ta mơ hồ xuất hiện khe hở, tựa như sắp tan vỡ. Thất Tú Thiên Lăng chỉ có chút thực lực này à, khi nãy ta chỉ mới làm nóng người thôi. Lâm Nhất cười khẩy, hoa tử diên trong người phát ra ánh sáng rực rỡ, lại một luồng chân nguyên cuồn cuộn hòa vào trong quyền mang. Ầm. Thương long ấn trước ngực đồng thời mở ra, một một đường long văn xuất hiện, tựa như những sợi dây xích cứng rắn dung hợp với quyền mang. Thương long cửu biến, phong lôi tịnh khởi. Uy lực của cú đấm này gấp đôi trước đây. Oanh. Quyền mang tựa như kiếm quang chói mắt. Còn chưa đánh tới mà uy thế đã khiến Âu Dương Hạo phải lùi lại. Lúc hắn ta rơi xuống đất, quyền mang kia cũng như yêu long nổi điên gào thét lao về phía hắn ta, hoàn toàn bao phủ lấy hắn ta. Đáng chết! Âu Dương Hạo mắng một tiếng, không ngờ lúc này hắn ta lại bị đẩy vào bước đường cùng. Cổ tay hắn ta khẽ run, trường thương rực sáng như vực dậy khí thế, đâm rách bầu trời, ánh sáng chói mắt còn mang theo hơi thở hung ác. Một thương này rất không tầm thường, phong mang lạnh lẽo bên trong khiến người ta cảm giác như nó có thể đâm thủng cả bầu trời. Nhưng quyền mang của Lâm Nhất quá đáng sợ, trên người hắn có một con lôi điện long mãng dữ tợn vần quanh, khuấy động lôi vân đầy trời, có gió mạnh gào thét, trong tiếng gào thét, kiếm ý nồng đậm khó mà tan biến. Tầng trời sau lưng Lâm Nhất tràn đầy uy lực thương long, có sức mạnh phong lôi, có kiếm ý viên mãn đỉnh phong, có kỳ hoa thượng cổ, tử diên nở rộ. Âu Dương Hạo không thể nào đâm vào tầng trời kia, càng không thể đâm xuyên qua nó. Phụt! Không có gì bất ngờ, khi quyền mang đánh vào mũi thương, thương mang sáng chói lập tức tan rã. Âu Dương Hạo phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài, hắn ta quỳ phịch dưới đất, khiến mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Nhất đứng đón gió, lạnh lùng nhìn đối phương, thản nhiên nói, Âu Dương Hạo, thể hiện bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Nếu không ta sợ ngươi sẽ phải quỳ như thế mãi đấy. Quá ngông cuồng. Sắc mặt của rất nhiều thiên tài thành thiên lăng đều có vẻ khá khó coi. Không ai ngờ rằng dù thật sự đối mặt với Âu Dương Hạo trong thất tú thiên lăng, Lâm Nhất vẫn có thể ngông cuồng như thế, khí thế hoàn toàn không yếu đi. Ầm. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên, trên người Âu Dương Hạo đột nhiên có 8 đám huyết vân xuất hiện. 8 đám huyết vân kia tựa như hoa nở rộ sau lưng hắn ta. Vừa giống như 8 ngọn núi nguy nga, vừa giống như biển mây rộng lớn, tạo thành một vùng đỏ thẫm. Tiêu Vân Quyết tầng 8. Đây mới là thực lực chân chính của Thất Tú Thiên Lăng ư, không ngờ hắn lại có thể tu luyện công pháp Chấn Tông của Tiêu Vân Tông đến tầng 8. Ta nghe nói công pháp này chỉ có 9 tầng thôi. Nhìn thấy trên người Âu Dương Hạo lại có khí thế đáng sợ ngưng tụ, sâu trong mắt các thiên tài thành Thiên Lăng đều có ngọn lửa cháy rực lên. Tuyệt đối không thể thua được. Trong lúc đó, cũng có rất nhiều thiên tài vùng khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Nhất. Thực lực của thiếu niên bị thiên tài thành Thiên Lăng gọi là kiếm nô, chỉ vì khuynh nhược u mà đuổi cùng giết tận thật sự đã đủ sánh bằng Thất Tú Thiên Lăng, khiến cho lòng người kính nể rồi. Ta thật sự không ngờ lại bị ngươi ép đến mức phải sử dụng thực lực chân chính. Âu Dương Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Nhất trước mặt. Hoàn toàn không che giấu sát khí trong mắt. Nét mặt Lâm Nhất cũng rất lạnh lùng, hắn hờ hững nhìn đối phương, hơi thở đáng sợ dâng trào trên người hắn ta hoàn toàn không khiến hắn sợ hãi dù là một chút.
cái chết đã ập lên đầu mà còn chưa biết, từ khoảnh khắc ngươi cướp đi thần thạch tử diệu của U Nhược Điện Hạ, ngươi đã là một người chết rồi, ngươi hoàn toàn không biết ngươi đã đắc tội với ai. Âu Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, sát khí vô tận cuồn cuộn rơi xuống người Lâm Nhất. Sát khí đó tựa như có từ thời thượng cổ, tràn đầy hơi thở hung ác, chẳng khác nào muốn nuốt chửng vạn vật. Nhưng Lâm Nhất vẫn bất động như núi, tựa như một thanh kiếm đứng đón gió, không ngừng reo lên, khiến man thú diễn hóa từ sát khí trên không trung không thể nào đến gần hắn. Cảm nhận được chiến ý trên người Lâm Nhất, Âu Dương Hạo cười khẩy, người đúng là không sợ chết, ta cũng lười dây dưa với ngươi. Chỉ một chiêu thôi, nếu ngươi có thể đỡ được chiêu này, ta sẽ không gây chuyện với ngươi nữa. Chiêu thương này, ta đặt tên là Liệt Tinh. Trong lúc nói chuyện, khí thế diễn hóa từ Tiêu Vân Quyết trên người hắn ta lại dâng trào. Khi chân nguyên vô tận rót vào trong trường thương, thiên địa chợt trở nên tối tăm, huyết quang quanh quẩn trên mũi thương như thật sự có thể xé rách cả vì sao. Trong bóng tối, mũi thương của hắn ta lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm, một uy năng đáng sợ tựa như đá xuyên bầu trời không ngừng ngưng tụ. Huyết quang quanh quẩn trên mũi thương không ngừng dao động, nhìn như có sinh mạng. Đáng sợ! Đây là lý do hắn trở thành thất tú thiên lăng sao? Cảm nhận được hơi thở đáng sợ này, mấy thiên tài ngoại địa như Quách Húc và Dương Phàm đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Hừ, lúc trước Âu Dương Hạo sử dụng chiêu này giết chết tán tu âm dương viên mãn chỉ với một thương, danh tiếng vang xa. Ta không tin Lâm Nhất có thể đỡ được nó. Nét mặt thiên tài thành thiên lăng rất lạnh lùng, ai cũng tỏ vẻ chờ mong. Tựa như đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Nhất bị chiêu thương này đâm thành mảnh vụn vậy. Uy năng khiến người ta sợ hãi không ngừng dâng trào, kèm theo uy thế đó, Lâm Nhất cảm nhận được sự áp lực chưa từng có. Nhưng trái tim hắn, kiếm của hắn, người của hắn lại không hề có vẻ căng thẳng và cuống cuồng trước áp lực này. Trong mắt hắn có chiến ý ngút trời mãnh liệt dâng trào. Lúc này, kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong không ngừng rung động, bắn ra những luồng kiếm quang chọc thủng trời xanh, xông thẳng về phía trước, khiến cho chúng sinh phải run rẩy. Theo ánh sáng chói mắt lóe lên trên người hắn, cuối cùng nơi vô cùng u ám này cũng xuất hiện ánh sáng thuộc về chính hắn. Trong bóng tối, chỉ có huyết quang trên mũi thương của đối phương lóe lên phong mang. Kiếm uy thương long, che phủ chư thiên. Chiêu thức này cũng miễn cưỡng để hắn nghiêm túc rồi. Trong mắt Lâm Nhất có tinh quang lóe lên, trong nháy mắt, Tử Diện kiếm quyết và thương long yêu uy đã lên tới đỉnh cao dung hợp một cách hoàn mỹ. 11 con lôi điện long mãng đột nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ, không ngừng dao động, ngưng tụ thành một tia kiếm quang cực kỳ sắc bén. Trên kiếm quang có in long văn cổ xưa, lôi mang dao động. Thương long thét gào, trong tiếng kiếm reo, mặt đất lại nổ tung một lần nữa, kiếm uy hào hùng cuốn theo 11 tia kiếm quang, đồng thời xuất hiện. Cùng lúc đó, thương mang màu máu đang muốn đâm rách ngôi sao kia bộc phát ra huyết mang ngút trời. Như một biển mây vô tận, mênh mông rộng lớn. Hai sát chiêu chứa đựng lực lượng đáng sợ đủ để chém chết cường giả âm dương viên mãn va chạm với nhau. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng vang lớn khiến thiên địa chấn động, ngoài đỉnh núi thần bí có kiếm vụ bao phủ kia, những ngọn núi thấp ở xung quanh đều mơ hồ nứt ra. Hai luồng khí thế đáng sợ đan xen với nhau, chân nguyên dao động, dị tượng vỡ tan, dư âm kinh khủng càn quét. Hai người đang đứng ở trung tâm giao phong thừa nhận dư chấn không gì sánh bằng. Một tiếng vang đáng sợ truyền đến, hai bóng người đều bay ra ngoài tựa như sao băng. Phụt! Hai người đều đập vào một ngọn núi thấp mới dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, ngọn núi đó lập tức ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số đá vụn tung bay. Xung quanh yên tĩnh, rất nhiều người nhìn về phía hai người trong đống đá, nét mặt cũng có vẻ mờ mịt. Vào lúc mọi người đang thấy ngạc nhiên, một tia sáng bay ra ngoài từ trong đống đá vụn. Âu Dương Hạo đứng giữa không trung, trên khuôn mặt đầy máu tươi lộ vẻ dữ tợn, hắn ta lạnh lùng nhìn về phía đống đá vụn. Tiểu kiếm nô, đấu với ta, ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Thật sao? Nhưng hắn ta vừa dứt lời, đỉnh núi có đá chất chồng kia lập tức có bụi bặm dâng lên. Một lực lượng không thể địch nổi đánh tan nát đống đá vụn kia, cho bụi tung bay theo gió, chẳng còn lại gì.
chỉ có một bóng người màu xanh chậm rãi đi tới, trên người hắn không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục. Tử vụ như mây, thánh huy quanh quẩn, hoàn toàn không giống đã bị thương. Ngươi! Âu Dương Hạo ngạc nhiên, đối phương đỡ được sát chiêu của hắn ta mà không hề bị thương. Kỳ lạ lắm đúng không? Nhưng thật ra lại chẳng hề kỳ lạ chút nào, một người tích lũy khí thế đã lâu, một người chỉ mới nghiêm túc. Sát chiêu của hắn ta còn không bằng được thử thách cuối cùng của Lâm Nhất trong kiếm trận. Như thế sao có thể khiến Lâm Nhất bị thương được, chỉ dựa vào chân nguyên cuồn cuộn của kiếm quyết tầng 11, hắn đã có thể hóa giải uy lực trong sát chiêu của đối phương rồi. Xuống đây! Không đợi Âu Dương Hạo kịp phản ứng, một quyền mang như thương long gào thét đánh thẳng lên ngực Âu Dương Hạo. Phụt! Hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Đang muốn đứng dậy thì Lâm Nhất đã giẫm một phát lên ngực hắn ta, lạnh lùng nói, một tên vô dụng như ngươi mà cũng dám nói sẽ giết chết ta ư. Âu Dương Hạo lập tức đau đến mức không sống nổi, cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung, đáng sợ hơn là lời giễu cợt lạnh lùng vô tình của Lâm Nhất, chế giễu hắn ta một cách thê thảm. Vô liêm sỉ, buông ta ra. Âu Dương Hạo không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng mọi thứ lại không hề có tác dụng. Ánh mắt Lâm Nhất cực kỳ lạnh lẽo, đối phương thà làm chó cho Khuynh Nhược U cũng muốn chém chết mình. Nếu đã muốn không chết không thôi, thì hắn cũng không có gì phải thương hại, một luồng sát ý dâng trào. Đừng, đừng giết ta. Nhìn thấy sát khí trong mắt Lâm Nhất, Âu Dương Hạo hoảng sợ, lập tức cầu xin. Muộn màng rồi. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, lúc hắn vừa định dùng chân đạp vỡ đầu hắn ta. Đột nhiên có năm luồng sát khí kéo đến từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy một nhóm trưởng lão Tiêu Vân Tông ung dung đến muộn, không nhiều không ít vừa khéo 5 người. Thực lực của bọn họ không bằng Âu Dương Hạo, đi ra từ động phủ cũng mất nhiều hơn không ít thời gian. Vụt! Lâm Nhất lách người tránh thoát. Hắn vẫy tay một cái, hộp đựng kiếm sau lưng mở ra, hắn đón lấy kiếm táng hoa giữa một vùng cánh hoa đang tung bay. Keng! Thân kiếm như dòng nước mùa thu lướt qua trước mắt hắn, Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi nâng kiếm đánh tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hôm nay, kiếm trong tay hắn muốn uống máu giết người, trả lại gấp bội. Chết đi! Năm trưởng lão Tiêu Vân Tông đều có tu vi thâm hậu âm dương viên mãn, ra tay khá tàn nhẫn. Vào khoảnh khắc thấy Lâm Nhất giẫm Âu Dương Hạo dưới chân, sát khí lập tức dâng trào mãnh liệt trên người bọn họ. Năm người đồng thời ra tay, lao tới. Bọn họ vô cùng tự tin, nét mặt cũng rất dữ tợn, phong mang càn quét, uy thế rất kinh khủng. Nhưng lúc Lâm Nhất xoay người, bọn họ chợt run rẩy một cách khó hiểu. Vào khoảnh khắc kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, phong mang lạnh lẽo đâm xuyên qua, khiến hai mắt bọn họ đều thấy đau xót. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, khí chất hoàn toàn khác đi, thay đổi như một người khác. Bá kiếm Bôn Lôi Trảm Điện. Cổ tay Lâm Nhất nhẹ cử động, lập tức có 9981 tia kiếm quang xuất hiện, Tử Diên kiếm quyết đồng thời được thúc dục. Ầm. Tiếng sấm diễn hóa từ kiếm ý vô biên vang vọng trong thiên địa mờ mịt, thế giới chợt tối lại. Khí thế bôn lôi kia giáng xuống như đêm tối, đáng sợ tột cùng. Rắc. Vào khoảnh khắc bóng tối mờ mịt bao phủ, 81 tia kiếm quang tung hoành trong thiên địa, lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả thế gian. Trong nháy mắt cũng không thể phân biệt được đây là kiếm mang hay điện quang, có điều năm ông lão vừa ra tay đều bị chiếu sáng dưới ánh sáng rực rỡ này. Bịch, 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 bịch. Kiếm thế tràn ngập dễ dàng đánh tan sát chiêu của năm người. Khí thế đáng sợ tấn công năm ông lão, bọn họ sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt, đồng thời thu chiêu dốc hết sức phòng thủ. Keng. Uy lực của chiêu kiếm kèm theo 81 tia kiếm mang tung hoành, năm trưởng lão với tu vi thâm hậu kiên trì chịu đựng. Sắc mặt bọn họ thoáng chốc trở nên u ám, khóe miệng có máu tràn ra, cánh tay tê dại, cảm giác như đã tàn phế. Lâm Nhất chiếm lợi thế tiếp tục tấn công, dùng Tử Diên kiếm quyết thúc dục kiếm táng hoa trong tay, thi triển kiếm uy thương long đến mức tối đa. Hắn mở ra thế tấn công vô cùng mạnh mẽ, kiếm cầm trong tay. Hắn tựa như biến thành sát thần đi ra từ trong địa ngục, vô cùng lạnh lùng, nhìn xuống thiên hạ bằng nửa con mắt.
mái tóc dài tung bay, khuôn mặt thanh tú giá rét như xương, mi tâm chứa đựng phong mang, ngông cuồng mà tự tin. Keng, keng, keng. Trên người bọn họ mang theo uy thế của cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn, nhưng dưới những kiếm thế này, bọn họ hoàn toàn không thể phát huy một nửa thực lực của bản thân. Bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng Lâm Nhất chỉ có một mình, nhưng hắn lại giống như núi cao, cũng giống như biển khơi, áp chết đến mức bọn họ không thở nổi. Đây mới thật sự là kiếm uy thương long, lúc trước kiếm quyết của hắn chưa đột phá tầng 11, kiếm uy không thể nào áp chế được thương long yêu uy. Nhưng trước mắt lại hoàn toàn khác. Sau khi kiếm quyết thăng cấp lên tầng 11, kiếm uy của hắn cũng mạnh hơn, cuối cùng hai thứ cũng cân bằng, dung hợp một cách hoàn mỹ. Chỉ sau 10 chiêu, trên người năm trưởng lão đã chồng chất vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm ý lăng thiên, người kiếm hợp nhất. Kiếm ý bao phủ trên người hắn chợt dâng trào, hắn sử dụng kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong đến cấp độ cao nhất. Uy lực trong kiếm dung hợp với trời, bao trùm cả khu vực này. Rắc. Kiếm quang chém xuống, một trưởng lão tay cầm trường thương bị đánh đến mức phải quỳ xuống. Phụt. Khi hai đầu gối chạm đất, ông ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tình cảnh khiến người ta phải thay đổi sắc mặt, lấy một địch năm nhưng vẫn có khí thế như vậy. Giết hắn. Bốn trưởng lão còn lại tức đỏ cả mặt, lợi dụng cơ hội vội vàng xông lên. Bọn họ vung trường thương trong tay, sử dụng sát chiêu vô cùng tàn nhẫn, chặn hết các góc độ sau lưng Lâm Nhất. Cút. Lâm Nhất đá một cước lên ngực trưởng lão đang quỳ dưới đất, cú đá chứa đựng lực lượng thương long, tựa như vuốt rồng đánh tới. Lực lượng đáng sợ đó xâm nhập vào trong chân nguyên hộ thể của đối phương, đạp gãy mấy cây xương sườn, sau đó đá bay đối phương như đống rác. Vụt! Sau khi đá xong, Lâm Nhất lại xoay người chiến đấu, kiếm táng hoa trong tay phát sáng. Trong nháy mắt, cơ thể hắn trở nên cực kỳ mờ ảo, tàn ảnh chồng chất. Mỗi tàn ảnh đều đang vung kiếm, mỗi kiếm đều chấn động đất trời, có thương long thét gào, gió sấm cùng xuất hiện, phong mang tung hoành. Keng keng keng. Tiếng binh khí giao nhau vang lên, bốn sát chiêu kia đều bị Lâm Nhất đánh tan trong nháy mắt. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Vẫn chưa dừng lại ở đó, trong khoảnh khắc phá hủy sát chiêu của đối phương, kiếm thế vô tận hai bên người Lâm Nhất ngưng tụ thành đôi cánh thương khung. Đôi cánh thương khung kia tựa như đôi cánh bạc khổng lồ, đột nhiên vỗ mạnh. Vù vù vù. Thiên địa lập tức cát bụi tung bay, ánh sáng vỡ vụn, mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Lâm Nhất bay lên không, lợi dụng khí thế đáng sợ này vung ra một kiếm. Rắc. Trước ngực bốn trưởng lão trong không trung đều xuất hiện một vết thương dữ tợn, máu tươi đầm đìa nhìn mà giật mình. Mấy người đó không ngừng kêu thảm thiết rồi liên tục ho khan. Mỗi tiếng ho đều phun ra nội tạng vỡ vụn xen lẫn với máu. Một cơn gió nhẹ thổi qua từ phía sau, mái tóc dài trên trán Lâm Nhất bị thổi bay, để lộ khuôn mặt trắng nõn anh tuấn tự yêu tinh. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nâng kiếm táng hoa lên. Ong! Thân kiếm khẽ rung, khiến không khí cũng chấn động theo, như được gột rửa. Nơi mũi kiếm chỉ tới là trưởng lão Tiêu Vân Tông bị Lâm Nhất đá bay trước đó. Ông ta muốn đánh lén Lâm Nhất, nhưng không biết rằng kiếm ý của Lâm Nhất rất nhạy bén, đã chú ý đến hành động của ông ta từ lâu. Bây giờ bị kiếm phong trấn áp, khiến ông ta sững sờ, hoàn toàn không dám động đậy. Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng dữ tợn, ông ta lạnh lùng nói, cho kiếm nô, người đắc tội với tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng và tông môn đứng đầu Thành Thiên Lăng là Tiêu Vân Tông ta. Chắc chắn kết cục của ngươi sẽ không bằng một con chó. Nếu ngươi thả bọn ta, nói không chừng Tiêu Vân Tông sẽ thương hại ngươi. Mau, không. Phụt. Ông ta còn chưa nói xong, kiếm trong tay Lâm Nhất đã vô tình chém tới, máu tươi tuôn trào, đầu rơi xuống đất. Chạy. Bốn trưởng lão Tiêu Vân Tông đang bị thương nặng lập tức sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Cổ tay Lâm Nhất khẽ run, kiếm táng hoa xoay nửa vòng, mạnh mẽ bay đi. Cong. Trong thiên địa có tiếng kim loại vang lên, kiếm táng hoa như truy tinh đuổi nguyệt, có hàn quang chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, có hai trưởng lão chạy chậm hơn bị chém đứt người, chết không toàn thây. Năm trưởng lão âm dương viên mãn của Tiêu Vân Tông liên thủ giết địch,
nhưng lại có kết cục thế này dưới tay Lâm Nhất, thiên tài thành Thiên Lăng đều trợn mắt há mồm. Lấy một địch năm, nhưng vẫn có ba người bị giết chết. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, không ai ngờ rằng kết cục của chuyện này sẽ là như thế. Chết tiệt, sao lại có thể như thế được? Âu Dương Hạo đâu, chắc hắn vẫn có thể đánh một trận mà, sử dụng lá bài tẩy, liều mạng một lần đi. Đừng nhắc tới hắn, ta thấy hắn đang bỏ ra ngoài như một con chó kìa, thậm chí còn không dám quay đầu, đã sợ đến vỡ mật rồi. Ặc, sao tên này không có chút khí phách nào vậy, hắn là Thất Tú Thiên Lăng đó. Hắn là người đầu tiên nói là sẽ giết chết Lâm Nhất mà. Nghĩ gì vậy, hống hách cái khỉ gì, hắn vừa xuất hiện thì mặt đã sưng nhưng đầu lợn rồi, rõ ràng là bị Lâm Nhất đánh. Tên này khiến chúng ta mất hết mặt mũi, thật giống như phân chó mà. Rác rưởi, phế vật. Mấy thiên tài thành Thiên Lăng đều tức muốn hộc máu, sau khi mắng to một trận thì gần như không dám ở lâu, xấu hổ rút lui. Có điều trước khi đi, bọn họ đều nhìn Lâm Nhất mấy lần với nét mặt phức tạp. Thiếu niên kia mặc đồ xanh, nét mặt lạnh lùng, anh tuấn như yêu tinh, tràn đầy khí phách, khiến bọn họ thở dài không thôi. Thế giới võ đạo, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, đây là chân lý mãi không thay đổi. Bây giờ, dù bọn họ có ghét Lâm Nhất đến mấy cũng không thể không thừa nhận thiếu niên này mang theo khí thế khiến người ta kính trọng. Hắn biết tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông đã hận hắn đến thấu xương, bày ra sát cục ở đây đợi hắn sập bẫy, muốn dùng mọi cách sỉ nhục hắn đến chết. Nhưng hắn thân là kiếm khách, một người một kiếm đứng ở đây, chỉ khí thế thôi đã là thứ rất nhiều người cảm thấy bản thân không thể có được. Biết rõ là cửu tử nhất sinh vẫn dám đâm đầu vào. Nhưng Lâm Nhất đã làm thế. Cả quá trình, thiếu niên này không hề sợ hãi. Hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, vẫn luôn thể hiện khí phách, lộ rõ sự kiêu ngạo của bản thân. Nhưng lúc thu hồi tầm mắt, những thiên tài thành Thiên Lăng vẫn âm thầm lắc đầu. Bọn họ không cho rằng Lâm Nhất sẽ có kết cục tốt, đắc tội với tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông, từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, hắn đã được mặc định là sẽ chết rồi. Nguyên nhân không phải vì hắn, không phải vì tứ đại gia tộc ra tay với hắn, mà là Khuynh Nhược U muốn hắn chết. Từ đầu đến cuối, Khuynh Nhược U đều không nói gì. Nhưng mọi người đều biết rõ, tất cả hành động của nàng ta đều đang đẩy Lâm Nhất đến bước đường cùng. U Nhược Điện Hạ tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, vang danh cổ vực Nam Hoa, có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Không ai không dám chú ý đến mỗi một nét mặt, hành động của nàng ta. Nàng ta muốn Lâm Nhất chết. Tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông trong thành Thiên Lăng cho dù phải trả giá thế nào cũng muốn lấy mạng hắn. Lâm huynh, ngươi không nên đến đây. Đợi những người khác rời đi hết, hai người Quách Húc và Dương Phàm lặng lẽ đến gần. Sau một lúc im lặng, Dương Phàm nói với vẻ mặt phức tạp. Lâm huynh, nghe ta khuyên một câu, bây giờ ngươi mau đi đi, nói không chừng còn có cơ hội sống, nếu không sẽ rất khó. Quách Húc thành khẩn nói. Lâm Nhất cất kiếm vào trong vỏ, liếc nhìn thi thể dưới đất, nhẹ giọng nói, trước khi đến ta đã biết sẽ cửu tử nhất sinh, chỉ không ngờ rằng đám người này thật sự không cần mặt mũi như thế. Hắn hơi bất đắc dĩ, không ngờ vì một nữ nhân, đám yêu nghiệt của thành Thiên Lăng này lại hận mình đến vậy. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại trở nên ung dung, nếu đã đến rồi thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu hắn không đến, không lấy được cơ duyên này, thì biết bao giờ kiếm quyết của hắn mới có thể đột phá lên tầng 11. Tu luyện võ đạo vốn là cửu tử nhất sinh, nếu không mạo hiểm, hắn đã không thể đi được tới ngày hôm nay. Tâm hướng kiếm của hắn cũng sẽ không sắc bén như thế. Đó là một con dao hai lưỡi, ác với kẻ thù, còn ác với bản thân hơn. Hai người Quách Húc và Dương Phàm cũng không nhìn thấu, cho nên sau khi bị Lâm Nhất vượt qua, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng bị bỏ xa. Oanh! Lúc này, nơi sâu nhất trong khu vực trung tâm đột nhiên xuất hiện hơi thở đáng sợ. Ba người nhìn sang, một luồng yêu sát ngưng động phóng lên cao, nhuộm một nửa bầu trời thành màu đỏ tươi như máu, vô cùng đáng sợ. Đó là cái gì? Quách Húc và Dương Phàm thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nói. Nét mặt Lâm Nhất cũng rất nặng nề. Đây là cảm giác đáng sợ mà hắn cảm nhận được khi vừa bước vào di tích kiếm tông,
hung vật khiến Thương Long yêu uy và Tiên Thiên kiếm ý đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Có lẽ nơi đó là cấm địa. Dương Phàm ở bên cạnh nét mặt nặng nề, nhẹ giọng nói, dù là khi kiếm tông chưa bị tiêu diệt, có lẽ nơi đó đã là cấm địa, đoán chừng trưởng lão bình thường cũng không dám đến gần. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, hắn mơ hồ có cảm giác kỳ ngộ lớn nhất của hành trình lần này nằm ở đó. Căn cơ của hắn quá sâu, hôm nay chỉ mới ở cảnh giới Dương Huyền viên mãn đỉnh phong đã có chân nguyên sánh bằng Âm Dương viên mãn. E rằng khắp cổ vực Nam Hoa cũng rất hiếm ai có căn cơ đáng sợ thế này. Căn cơ hùng hậu, không nói đến ưu điểm, càng không cần nói đến nhược điểm. Căn cơ như thế, muốn thăng cấp lên cảnh giới Âm Dương đương nhiên sẽ khó khăn hơn võ giác khác gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Đương nhiên căn cơ như thế, một khi đột phá sẽ như thạch phá kinh thiên, có vô số lợi ích, giống như là lột xác vậy. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, muốn đột phá một cách dễ dàng thì không biết phải đợi đến bao giờ. Muốn đột phá phải có rất nhiều cơ duyên, không thể đi con đường bình thường. Dù Lâm Nhất đã có 2 viên thiên tinh châu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, chưa chắc có thể đột phá. Hắn không thích mạo hiểm, một khi cố đột phá thất bại, chắc chắn sẽ tổn thương căn nguyên. Căn nguyên trọng thương thì khỏi phải nghĩ đến việc tham gia quần long thịnh yến, chắc chắn sẽ bị yêu nghiệt của các thế lực thay nhau chà đạp. Đây là chuyện Lâm Nhất không thể nào chấp nhận được. Đi, đi xem thử. Lâm Nhất gần như ra quyết định mà không chút nghĩ ngợi, đi thẳng về phía bầu trời đỏ như máu kia. Quách Húc và Dương Phàm thấy thế thì không khỏi cười khổ, ngoài những tán tu đứng đầu, chắc chắn Thất Tú Thiên Lăng đều đang ở đó, nhất là Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, có lẽ cao thủ của tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Phong cũng đã tập trung. Nhưng Lâm Nhất lại muốn đến đó mà không chút nghĩ ngợi gì. Đúng là to gan. Đi thôi. Trong lòng cả hai người đều vô cùng tò mò, rất muốn xem thử rốt cuộc mảnh đất kia cấm kỵ như thế nào. Dù không có tư cách tranh giành, nhìn từ xa, được mở mang tầm mắt cũng coi là trải nghiệm khá tốt. Một lát sau, họ đi băng qua một ngọn núi, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi. Đập vào mắt họ là một chiến trường rộng lớn với vô số xương cốt chồng chất thành núi, những ngôi nhà đổ sụp. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập trong không khí. Sát ý kinh khủng còn sót lại vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, sau khi bước vào thì cảm nhận được áp lực rất lớn. Không khí như bùn lầy, đi lại trong đó cực kỳ cứng đờ, cần phải tiêu hao chân nguyên hộ thể mọi lúc, nếu không sẽ đi lại rất khó khăn. Lâm Nhất cũng ổn, chiến thể Thương Long của hắn có ưu thế rất lớn khi ở đây, hắn chỉ cảm thấy hơi khó chịu, sau khi làm quen thì đã thích ứng. Khi bước vào chiến trường này, mấy người họ đều tỏ ra rất trang nghiêm, chắc hẳn những thế lực vây công kiếm tông năm đó đã từng có một trận chiến kinh thiên động địa ở khu vực này. Hai phe giết nhau đỏ cả mắt, thương vong vô số, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Thật đáng sợ. Mỗi khi có gió thổi qua, Quách Húc và Dương Phàm đều rùng mình, nổi da gà khắp người. Ngoại trừ sát ý còn có sự tồn tại của rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau. Những chấp niệm của con người sau khi chết pha trộn với nhau, ý đồ xâm nhập vào bản tâm của mọi người. Đó là... Quách Húc đột nhiên biến sắc mặt, hắn ta chỉ tay về phía di thể của một vị tinh quân trên đỉnh đài đổ nát. Hô! Tiếng xé gió liên tục vang lên, nhiều người liều lĩnh xông về phía di hài của tinh quân. Quách Húc và Dương Phàm lập tức dao động, họ nghe nói Lâm Nhất tìm được một viên thiên tinh châu ở bên ngoài di tích. Vận may vô cùng tốt. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên họ không muốn bỏ lỡ. Đừng qua đó. Lâm Nhất giơ tay cản hai người lại. Người khác không biết nhưng Lâm Nhất lại biết rất rõ, hắn có thể lấy được viên thiên tinh châu kia thì có thể nói là cực kỳ may mắn. Nếu không nhờ mảnh kiếm gãy kia xuất hiện, bây giờ hắn sống hay chết cũng chưa thể nói được. Về phần Quách Húc và Dương Phàm, nếu hai người họ liều lĩnh xông tới thì chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, di hài tinh quân này khác với di hài mà hắn gặp trước đó, nó vẫn còn sót sức mạnh kinh khủng, không bại lộ quá nhiều. Di hài mà hắn gặp phóng thích gió âm lôi suốt đêm nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Bùm, bùm, bùm. Đúng như dự đoán, ngay khi Lâm Nhất vừa dứt lời, những người đến gần di hài tinh quân được 1000 mét thì bị nổ thành xương máu. Đến chết cũng không biết mình chết như thế nào,
khiến những người khác sợ tái mặt, vội vàng lùi lại. Sắc mặt Quách Húc và Dương Phàm trắng bệch, họ biết Lâm Nhất đã cứu mình một mạng. Hai người ngơ ngác, cảm thấy hết sức sợ hãi. Tinh quân không thể sỉ nhục. Lâm Nhất thờ ơ lên tiếng. Nhóm ba người tiếp tục đi về phía trung tâm chiến trường, trên đường đi họ gặp không ít di hài tinh quân và rất nhiều xác yêu thú có thực lực ngang ngửa tinh quân, tất cả đều rất đáng sợ. Nhưng ngoại trừ một số người liều mạng, hầu hết mọi người đều không dám nhằm vào những di hài này nữa. Lâm Nhất thầm suy tư, hắn có điều thắc mắc nhưng không thể nói với những người khác. Những tinh quân này rất đáng sợ, nhưng họ lại mang tới cho hắn cảm giác thua kém xa vị tinh quân thượng cổ mà hắn từng gặp. Sự chênh lệch này, không dễ miêu tả lắm. Ví dụ như nếu Lâm Nhất thăng cấp lên cảnh giới âm dương, khi gặp cảnh giới âm dương bình thường nhất định có thể lấy một địch 10, áp đảo một cách dễ dàng, trong cùng cảnh giới có thể gọi là vô địch. Nhưng tinh quân thượng cổ và tinh quân hiện nay có chênh lệch rất đáng sợ. Sâu trong lòng Lâm Nhất có cảm giác rằng tinh quân thượng cổ, đặc biệt là tinh quân thời thượng cổ Hoàng Kim, dù chỉ một sợi tóc cũng có thể giết chết mấy trăm vị tinh quân hiện giờ. Nếu là Lâm Nhất, ở trong cùng cảnh giới, dù hắn có vô địch thế nào cũng không mạnh đến mức chỉ cần một sợi tóc cũng giết được đối thủ. Sự chênh lệch một trời một vực này, với tầm hiểu biết của Lâm Nhất hiện tại, hắn thật sự nghĩ mãi không rõ, nói với Quách Húc và Dương Phàm thì chắc họ càng không thể hiểu, cả hai đều chưa gặp tinh quân thượng cổ bao giờ. Đến rồi. Sau nửa khắc đồng hồ, nhóm ba người đi tới khu vực bị yêu sát nhuộm thành một màu đỏ tươi. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đỏ như máu phân chia rõ rệt với những tầng mây khác, trông vô cùng quỷ dị. Tại nơi trung tâm dưới bầu trời đỏ như máu này, họ nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ sừng sững giữa đất trời, cao vút tận mây. Không đúng. Lâm Nhất khẽ biến sắc, sau đó Quách Húc và Dương Phàm cũng phát hiện có gì đó không ổn, mặt lập tức biến sắc. Đây không phải một ngọn núi, đó là một cái cây. Một cây đại thụ cổ xưa sừng sững như núi, rễ của nó cắm vào vị trí trọng yếu nhất trong chiến trường, cao vút tận mây. Nhìn từ xa, cành của nó xòe ra như xúc tu của yêu ma đâm vào trong mây. Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đang ở đó. Có người tinh mắt phát hiện hai vị thiên chi kiêu tử này, họ lập tức di chuyển, bay về phía cây đại thụ chọc trời kia. Chỉ một lát sau, các cao thủ đều tập trung lại. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên cây cổ thụ chọc trời, tim đập loạn xạ. Uy áp yêu sát đáng sợ tràn ngập trên cây cổ thụ, trên vô số cành cây là những linh quả long lanh đậm đà tinh nguyên, nhìn mà nước bọt chảy ròng ròng. Trời ạ, nhiều dị quả thật đấy. Chuyện này quá đáng sợ, tất cả đều là dị quả ít nhất hơn 1.000 năm, ở bên ngoài khó tìm được một quả, lúc này lại có hàng nghìn hàng vạn quả kín cả cây. Lạ thật. Tại sao Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc lại chưa hành động? Có người khó hiểu lên tiếng, rõ ràng Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc đã đến từ sớm, hơn nữa hai người còn có thực lực xuất sắc. Đứng trước uy áp yêu sát khủng khiếp kia, hai người vẫn giữ bình tĩnh, phong thái vô biên, thoải mái đứng ở vị trí gần nhất, biểu cảm trên mặt nhẹ nhàng hơn những người khác rất nhiều. Nếu như họ muốn, với thủ đoạn của họ đủ để hái hết toàn bộ linh quả vào túi của mình trước khi mọi người đến. Nhưng rõ ràng cả hai người đều không làm gì cả. Có gì đó kỳ lạ. Khi mọi người đang nghi hoặc, bỗng nhiên có người la lên, quả rụng kia. Cây cổ thụ chọc trời sừng sững như ngọn núi khổng lồ đột nhiên lắc qua lắc lại, vô số quả linh quả nghìn năm rơi xuống đất như mưa. Những quả kia nhanh chóng giữ thành linh tương lẫn vào đất, nhiều đến mức thấm ướt một mảng, khiến người ta thấy mà đau lòng. Ngay sau đó chuyện kỳ lạ hơn xảy ra. Những linh tương kia bắt đầu phun trào, trở nên đỏ rực như máu, thấm sâu vào đất. Rột rột. Tiếng yêu thú nhai đồ ăn vang lên từ dưới lòng đất khiến mọi người sợ tới mức tái mặt, chố mắt ngoác mồm. Như thể dưới mặt đất đang phong ấn một con yêu thú cực kỳ đáng sợ, nó đang ăn một cách ngấu nghiến và không có điểm dừng. Cây luyện yêu. Vào lúc này, một người thốt lên với giọng run rẩy, hoảng hốt, kinh ngạc như muốn ngất xỉu. Đúng là một cây luyện yêu. Ánh mắt của Tần Húc của Tần gia, một trong thất tú thiên lăng, lộ ra vẻ điên cuồng, các võ giả tiền bối của Tần gia bên cạnh hắn ta cũng vô cùng phấn khích.
Tất cả mọi người đều không ngờ trong mật cảnh kiếm tông lại có một cây luyện yêu, thực sự không thể tin được, thảo nào sau khi Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm phát hiện nơi này thì không đi đâu nữa. Cây luyện yêu. Dương Phàm cầm roi xích luyện cũng sững sờ. Ngươi biết cây này à? Lâm Nhất hỏi. Dương Phàm hoàn hồn lại, trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn ta gật đầu, đáp ta chỉ từng đọc qua trong sách cổ ở tông môn. Vào thời thượng cổ, sau khi có tông môn bắt được đại yêu sẽ dùng đại trận thần văn phong ấn nó ở nơi nguy hiểm nhất, sau đó trồng cây thần, lấy huyết mạch bản nguyên và hồn phách của yêu thú để nuôi cây thần, kết xuất quả hóa yêu vô cùng nghịch thiên. Đại yêu đó ít nhất phải trên tinh quân, thậm chí nghe đồn chân long, hoàng điểu, hỏa phượng cũng có thể bị trấn áp và kết xuất quả yêu thần chí tôn. Trong khi nói người Dương Phàm run bần bật, hắn ta thực sự không ngờ kiếm tông lại cao minh như thế. Quả linh quả vừa rồi chưa phải là quả hóa yêu chân chính, chỉ là dị quả bình thường được cô đọng từ máu yêu. Tuy nó có diệu dụng rất lớn nhưng chỉ có thể làm chất dinh dưỡng. Dị quả này 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, sau khi kết quả sẽ biến thành nước bùn bị yêu thú bên dưới cắn nuốt. Sau đó trận pháp thần văn sẽ luyện hóa, rút huyết mạch yêu thú, lại bắt đầu kết thành quả. Sau khi lặp đi lặp lại 9 lần mới có thể kết quả hóa yêu chân chính. Bây giờ là lần thứ mấy? Máu yêu đầy trời, dị tượng này chắc là lần thứ 9. Máu yêu đầy trời. Khi Dương Phàm nói ra 4 chữ này, Lâm Nhất ngẩng đầu lên, bầu trời đỏ như máu, quả thật như có máu yêu hắt lên bầu trời xanh thẳm. Đã là lần thứ 9 rồi ư? Nói cách khác, không bao lâu nữa cây luyện yêu này sẽ trưởng thành, kết ra quả hóa yêu trong truyền thuyết. Quả hóa yêu có rất nhiều diệu dụng, ngoại trừ bản thân ẩn chứa lực lượng tinh nguyên cực kỳ cô đọng, tác dụng lớn nhất chính là đánh thức ý chí võ học, có sức hấp dẫn rất lớn đối với võ giả, Dương Phàm nghiêm túc nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa. Quách Húc ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, bước tới nhìn về phía Lâm Nhất. Ý chí võ học gồm rất nhiều loại, ý chí của yêu, ý chí của gió, ý chí của lửa, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng có thể sinh ra ý chí đại địa. Ý chí võ học vô cùng kỳ lạ, nhiều vô số kể. Thường thì ý chí võ học sẽ tự động nắm giữ khi đột phá cảnh giới thiên phách. Kiếm ý cũng là một loại của ý chí võ học, nhưng kiếm ý là loại đặc biệt nhất trong nghìn vạn loại ý chí võ học, bởi vì kiếm là tổ tiên của trăm loại binh khí. Vào thời kỳ man hoang, khi kim loại chưa xuất hiện thì đã có đoạn kiếm thô sơ được rèn từ đá. Kiếm ý khó lĩnh ngộ hơn các loại ý chí võ học khác, nhưng một khi lĩnh ngộ sẽ trở nên tỏa sáng, khí phách vô song. Ngoại trừ kiếm ý, thế gian còn có một số loại ý chí võ học khác khó lĩnh ngộ, ví dụ như sát lục, quỷ đạo, hư không, đó là những ý chí võ học rất khó nắm giữ. Nếu không may mắn thì hoàn toàn không thể chịu nổi, dễ thất bại còn hơn cả kiếm tu. Sở dĩ Quách Húc và Dương Phàm nhìn về phía Lâm Nhất là vì hắn nắm giữ ý chí kiếm đạo cực kỳ mạnh, hắn đã tu luyện kiếm ý tiên thiên đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Với cảnh giới này, nhìn khắp cổ vực Nam Hoa cũng thuộc dạng lông phượng cửu ấu trong thế hệ nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, gần như chỉ cần một bàn tay là có thể đếm hết, ít đến đáng thương. Hắn có thể chiến đấu vượt cảnh giới, áp đảo rất nhiều nhân tài kiệt xuất thành thiên lăng, phần lớn là nhờ hắn đã nắm giữ kiếm ý. Lâm Nhất bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được cây đại thụ chọc trời kia toát ra uy áp khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, nếu thật sự kết thành yêu quả thì e là không có nhiều trợ giúp đối với kiếm ý của hắn, trừ phi dưới cái cây kia mai táng một tinh quân tài ba và là kiếm tu. Hiển nhiên, việc này vốn không có nhiều khả năng. Bất kể là ai cũng có thể cảm giác được luồng hơi thở dưới lòng đất khiến người ta run rẩy kia đến từ một con yêu thú cực kỳ đáng sợ. Một con hung thú có thể tiêu diệt mọi người ngay lập tức, mà không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đây chính là hung thú còn mạnh hơn cả tinh quân, ở cổ vực Nam Hoa hiện tại, nó tồn tại gần như một thần thoại. Không chỉ không ai gặp, mà một vài lời cảnh báo cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Có lời đồn, Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc đều đã thức tỉnh ý chí võ học, hai người bọn họ có thể trổ hết tài năng trong thất tú thiên lăng quả là một điều không đơn giản. Dương Phàm nhìn về phía hai người Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đang đứng gần cây luyện yêu, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên là đang nói cho Lâm Nhất nghe. Không có gì bất ngờ, Lâm Nhất khẽ đáp,
hắn không biết rõ về Trần Tử Ngọc, tuy nhiên, khi đối mặt với Nam Cung Vãn Ngọc, Sở Mộ Viêm có khả năng kiên trì hơn 10 chiêu mới bại thì chắc chắn hắn ta phải có thủ đoạn hơn người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.